Cấu trúc khi các anh chị hiểu cấu trúc gồm những bộ phận nào rồi, các anh chị thì mình sẽ hiểu được cái nguyên tắc của những cái xét nghiệm mà người ta dựa trên những cái bộ phận trong cấu trúc của virus để người ta chẩn đoán. Và những cái bộ phận đó các anh chị lại nó lại có một cái đặc điểm, đó chính là nó sẽ quyết định về cái ý nghĩa và cái thời gian của cái xét nghiệm mà khi các anh chị đọc luôn. Cho nên mình sẽ tìm hiểu về cấu trúc ở cái nội dung số 1. Từ cái cấu trúc khi các anh chị hiểu rõ rồi, mình sẽ đi thực hiện về những cái xét nghiệm về chẩn đoán. Và đối với virus học của các anh chị thì để chẩn đoán nó thì trong các xét nghiệm người ta gom nó thành có hai nhóm chính thôi. Cái nhóm số 1 đó là các anh chị sẽ chẩn đoán dựa trên những cái protein cấu trúc lên con vi khuẩn. Thì chẩn đoán dựa trên những cái protein này thì các anh chị lại có hai nhóm nhỏ là xét nghiệm kháng nguyên hoặc là xét nghiệm kháng thể. Còn một cái nhóm xét nghiệm số 2 nữa các anh chị, đó là nhóm xét nghiệm anh chị sẽ tìm kiếm trực tiếp con virus bằng cách các anh chị đếm, có nghĩa là mình sẽ đi định lượng cái lượng ADN của virus nhiễm trong cơ thể người, hay còn gọi là xét nghiệm PCR các anh chị. Mình sẽ đi khuếch đại cái đoạn gen của virus đã nhiễm trong người lên. Và đó là hai cái nhóm xét nghiệm chính mà người ta thực hiện rất là nhiều trong cái chẩn đoán virus khi mình nhiễm bệnh. Và sau đó mình sẽ hiểu về các biện luận kết quả. Biện luận kết quả ở đây có nghĩa là các anh chị phải hiểu được cái thời gian mà những cái thành phần của virus nó xuất hiện trong máu của người bệnh, và cái giá trị xét nghiệm đó nó sẽ dương tính giả và âm tính giả trong những trường hợp nào. Thì đa phần nó sẽ liên quan tới cái thời gian mà những cái kháng thể hoặc là những cái kháng nguyên đã bắt đầu xuất hiện, nó nằm trên ngưỡng hay dưới ngưỡng của cái xét nghiệm mà thôi. Thì nội dung của bài mình đầu tiên là mình sẽ ôm lại cho các anh chị về cái cấu trúc của virus học mà mình đã học trong vi sinh rồi các anh chị. Và sau đó mình sẽ đi qua năm cái chủng virus cơ bản mà mình hay gặp nhất trong cộng đồng hiện giờ các anh chị. Chủng số 1 đó chính là chủng HBB phở V, hay còn gọi là virus gây u nhú ở người các anh chị. Chủng này thì nó hay gặp ở ngoài da thôi các anh chị, ở nữ giới hoặc là nam giới, mà khi anh chị gặp ở bộ phận sinh dục đó, thì nó trở thành một cái bệnh lây lan qua đường tình dục các anh chị. Thì mình có thể là bị gặp ở mụn cóc ở sinh dục hoặc là mụn cóc ở một vài nơi đặc biệt ở gần gần bộ phận sinh dục của mình. Đó là cái chủng HPV bình thường. Còn trong trường hợp mà các anh chị xin lỗi, đó là cái chủng HPV lây lan qua đường tình dục. Ngoài ra các anh chị sẽ còn những cái chủng HPV khác mà nó sẽ nhiễm trên da các anh chị, thì nó có thể gây mụn cóc ngoài da thôi. Sau đó mình sẽ tìm hiểu về những cái chủng virus gây viêm gan A, B và C. Trong đó thì mình sẽ có những cái chủng như là chủng A và chủng C sẽ gây viêm gan cấp tính, còn chủng B thì nó cũng sẽ gây viêm gan cấp tính. Nhưng khi anh chị nhiễm dài hạn cái chủng HPV này thì một thời gian mà mình không khỏi được đó, thì mình sẽ chuyển thành nhiễm virus viêm gan B mãn tính. Và cái tình trạng người mắc HPV hiện giờ trong cộng đồng cũng khá là nhiều các anh chị, thì mình cũng phải tìm hiểu xem để mình đọc, để mình hiểu được là cái giá trị xét nghiệm của người bệnh ra như thế nào, và mình giúp cho người ta theo dõi trong quá trình điều trị. Và cái chủng virus cuối cùng trong bài mình sẽ học đó là về HIV, là một cái loại virus gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Thì nói về cái tình trạng của nhiễm HIV ở đầu thế kỷ 19 á, thì đúng là người ta công nhận nó là cái bệnh gọi là bệnh thế kỷ, mình mắc nó giống như là mình sẽ tiêu đời rồi đó các anh chị. Nhưng hiện nay á, thì bằng những cái tiến bộ của y học và của những cái trong quá trình điều trị và xét nghiệm á, thì HIV nó không còn gọi là bệnh thế kỷ nữa các anh chị, mà nhóm bệnh thế kỷ hiện giờ nó đã chuyển qua cho một nhóm bệnh khác rồi, đó là bệnh lý trên tim mạch. Cho nên khi các anh chị mắc HIV thì mình cũng đừng có, hoặc là anh chị gặp những cái người mắc HIV ngoài đời, thì các anh chị cũng đừng có kỳ thị hoặc là anh chị cảm thấy nó nguy hiểm gì hết. Thật ra khi mắc nó thì mình trở thành nhiễm mãn tính, nó giống như là bị viêm gan B mãn tính vậy đó các anh chị. Và vấn đề ở đây là mình chỉ cần dùng thuốc để mình duy trì cái ngưỡng vừa phải của virus, không vượt quá cái ngưỡng mà đã làm cho mình bị suy giảm miễn dịch. Và phần cuối thì mình sẽ cập nhật cho các anh chị về những cái xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 trong cộng đồng hiện giờ ha các anh chị. Cái bài này sẽ còn những chủng virus khác nữa, đó là virus cúm, rồi virus dengue, rồi virus viêm não Nhật Bản, nói chung là rất là nhiều. Anh chị có thời gian thì mình sẽ tìm đọc thêm trong cái quyển sách xét nghiệm về virus học nha các anh chị. Còn trong bài mình chỉ tìm hiểu về năm cái loại chính này và cập nhật thêm SARS-CoV-2 thôi. Thì mình đã học vi sinh mình nhớ rồi. Cấu trúc của virus thực ra nó chỉ là một, nó phải là một tế bào nha các anh chị. Người ta chỉ gọi nó là một cái hạt thôi, một cái hạt virus. Và một cái hạt virus hoàn chỉnh sẽ bao gồm đầy đủ tất cả các bộ phận được liệt kê trên hình cho các anh chị. Và thực tế trong đời sống của mình các anh chị, không phải là mình sẽ gặp những cái loại virus mà nó mang đầy đủ những cái bộ phận này đâu. Sẽ có những con nó thiếu cái vỏ ở ngoài, sẽ có những con thì nó lại mất cái protein vỏ ở ngoài, hoặc là nó mất cái màng bao phía ngoài. Tức là tùy chủng virus nha các anh chị. Nhưng chung quy trở lại, người ta tổng kết đó, thì trong tất cả những chủng virus mà người ta khám phá ra thì cấu trúc chung sẽ bao gồm các phần như sau.
Cái phần đầu tiên phía ngoài nó gồm có hai bộ phận, hai phần chính nha các anh chị, đó là cái phần vỏ là từ để điểm ra này các anh chị, và cái phần nữa đó chính là cái phần phần lõi, phần vỏ, phần lõi đây, phần vỏ tính từ đây trở ra này các anh chị, còn phần trong đây là phần lõi, phần lõi là cái phần mà nó mang cấu trúc bộ gen các anh chị. Bây giờ mình bắt đầu mình nhìn từng bộ phận ha. Ngoài cùng đi vào các anh chị thì nó sẽ có những cái protein của lớp vỏ hay còn gọi là hình protein dạng thùy này các anh chị đây. Cái protein dạng thùy này nó đóng vai trò giống như một cái dạng protein bề mặt vậy đó các anh chị, và ở nhiều chủng virus cái dạng protein bề mặt ở dạng thùy này nó giống như là một cái vị trí mà giúp cho nó sẽ gắn kết trên, nó sẽ kết dính lên trên cái bề mặt của tế bào ký chủ, nghĩa là trên bề mặt của tế bào ký chủ nó sẽ có những cái cụ thể, và nó sẽ được bắt dính cái hạt virus này nhờ vào cái thụ thể bề mặt này nè các anh chị, xin lỗi cái protein bề mặt này nè, được không? Còn cái lớp phía ngoài này là lớp vỏ thôi các anh chị, bản chất nó cũng là protein thôi. Và tiếp tục các anh chị sẽ có một cái lớp phía bên trong các anh chị, rồi đây là người nó bản chất của nó cũng là protein luôn nha các anh chị, thì người ta sẽ gọi nó là lớp vỏ trong, còn cái này là lớp vỏ ngoài, vỏ trong vỏ ngoài. Còn cái phần này là phần chất nền, phần cái dịch thể nằm bên trong con virus đó, thì tùy chủng virus các anh chị sẽ có những cái chủng mà trong cái phần dịch thể này là các anh chị nó sẽ có những cái protein hòa tan nằm trong đây nữa, đây là tùy chủng nha, nhưng mà nó không có đặc trưng chung cho tất cả các loại virus nên người ta sẽ không nói ở đây, mình chỉ nói những cái bộ phận đặc trưng thôi. Còn cái phần lõi phía bên trong là cái gì các anh chị, đó chính là gồm có cái phòng phía bên ngoài, cái phòng này nè, đây phòng này, phòng này người ta gọi nó chính là protein capsid. Protein capsid thực ra là gì các anh chị, đó là một cái vòng bao được cấu thành bởi một cái phức hợp, đó chính là nucleotide kết hợp với protein để tạo thành một cái lớp mang tên là nucleocapsid. Cái lớp nucleocapsid này nó cũng là một cái loại protein luôn các anh chị. Mình nhắc là kỹ là protein để làm gì, để các anh chị hiểu rõ là protein của virus thật ra nó đóng vai trò chính là một cái kháng nguyên của virus, tức là khi nó đưa vào trong cơ thể người của mình nhiễm phải á, thì những cái bộ phận protein này cơ thể của mình sẽ xem nó như là một cái kháng nguyên lạ vậy đó các anh chị, kháng nguyên. Để chút nữa khi các anh chị nhìn về những cái chẩn đoán, tự nhiên người ta nói là xét nghiệm tìm cái kháng nguyên rồi xét nghiệm tìm cái kháng thể, thì mình phải hiểu được là người ta đang tìm cái gì. Phía bên trong cái lớp vòng bao nucleocapsid này là các anh chị, đó chính là cái bộ gen nè, nguyên cái đoạn này là các anh chị, đó là bộ gen của virus. Thì bộ gen của virus này á, thì dựa trên cái bộ gen này người ta chia nó thành các loại virus khác nhau các anh chị. Có thể là nó có thể là một cái sợi ADN giống người của mình, có thể là một sợi duy nhất, hoặc là hai sợi ADN sống kép các anh chị, hoặc là một cái sợi ARN duy nhất, hoặc là hai sợi ARN các anh chị. Nhiều lúc thì nó còn có những cái sợi ARN ngược với các anh chị, nói chung là nhiều loại lắm. Và căn cứ dựa trên cái bộ gen của virus này mà người ta chia nó thành những cái loại chính trong cái chẩn đoán và trong cái vi sinh hiện giờ. Ngoài ra người ta còn nhiều cái cách chia khác, thì những cách chia khác thì nó cũng không có đặc trưng lắm cho virus các anh chị. Để đặc trưng nhất và phân nhóm á, thì người ta sẽ dựa trên cái bộ gen này nè các anh chị, bộ gen này. Mà đây là cấu trúc chung, và từ cấu trúc chung này thì mình sẽ muốn chẩn đoán được một cái virus khi nó nhiễm vào trong cơ thể người. Nguyên cái này người ta gọi là một cái hạt virus hoàn chỉnh nha các anh chị, người ta gọi nó là virion, virion là hạt virus hoàn chỉnh, virion. Hạt viron chứ, xin lỗi các anh chị, viron là hạt hạt virus hoàn chỉnh. Nè, viron là hạt virus hoàn chỉnh nha. Thì nó sẽ gồm có vỏ phía ngoài và lõi phía trong. Và trên cái cấu trúc virus này khi mình nghe qua mình biết nó sẽ có hai thành phần chính chủ yếu, đó là protein và ADN thôi đúng không các anh chị? Thì một cái hạt này sẽ được chẩn đoán dựa trên hai nhóm xét nghiệm. Nhóm xét nghiệm số 1 đó chính là đi tìm ADN, đi tìm cái này là các anh chị, nhóm số 1 đi tìm này. Thì nhóm số 1 mà đi tìm cái bộ gen này nó sẽ thuộc về nhóm xét nghiệm của chẩn đoán phân tử, đó chính là PCR các anh chị, PCR. Được không? Và một cái nhóm xét nghiệm số 2 đó chính là nhóm sẽ đi tìm những cái loại protein này nè các anh chị, đây đi tìm các protein này đó, đi tìm ba cái loại protein này. Thì cái nhóm xét nghiệm mà đi tìm ba cái loại protein này nè các anh chị, trong trường hợp mình tìm trực tiếp các loại protein này trong cơ thể người bệnh, người ta gọi nó là test kháng nguyên, test kháng nguyên được không các anh chị? Còn trong trường hợp mà các anh chị không đi tìm những cái loại protein này trong cơ thể người bệnh mà cơ thể người bệnh đã nhiễm con virus này rồi, và lúc này các cái loại protein này là các anh chị nó đóng vai trò là một cái kháng nguyên lạ trong cơ thể của người đã bị nhiễm, thì lúc này hệ miễn dịch của mình sẽ kích hoạt hệ miễn dịch của mình nó được hoạt động á, thì nó sẽ tạo ra kháng thể để chống lại những cái kháng nguyên này. Thì những cái nhóm xét nghiệm thì lúc đó những cơ thể người bệnh của mình á, nó sẽ có những cái kháng thể chống lại những cái kháng nguyên này, người ta gọi nó chính là test kháng thể.
không các anh chị? Và hai cái loại xét nghiệm là test kháng nguyên và test kháng thể này người ta gọi nó chung, gọi chung nó chính là test huyết thanh học, test huyết thanh học. Bởi vì cái nguyên tắc của nó sẽ dựa trên kỹ thuật của ELISA, phản ứng kháng nguyên kháng thể. Chút nữa mình sẽ nói sâu thêm vào cái kháng thể và cái kháng nguyên này nha các anh chị. Nó sẽ có những cái trường hợp phụ thuộc vào cái thời gian mà các anh chị bắt đầu nhiễm virus đến khi kháng thể hình thành, đặc biệt là cái test kháng thể này nè. Bởi vì muốn có kháng thể sinh ra để các anh chị tìm được cái kháng thể trong máu của người bệnh thì đòi hỏi con virus này phải nhiễm một cái thời gian nhất định và hệ miễn dịch của người đó đã rồi đã sinh ra kháng thể, thì lúc này mình mới tìm được cái kháng thể trong máu của người bệnh nha. Còn test kháng nguyên này thì tùy chủng virus, các anh chị có chủng thì mình sẽ test trực tiếp, mình tìm kháng nguyên trong máu, có chủng thì mình sẽ tìm kháng nguyên trong bề mặt cơ thể, giống như SARS-CoV-2 thì mình có thể tìm kháng nguyên trong bề mặt cơ thể, tức là mình lấy ở trong cái bề mặt niêm mạc mũi, niêm mạc hầu họng rồi các anh chị. Thì dựa trên cái bộ gen của virus đã nói lúc nãy, các anh chị, người ta chia nó thành 7 cái nhóm virus chính. Đây là cái cơ sở mà chia chủ yếu hiện giờ để mình phân nhóm theo ADN thì nó chính xác hơn. Và ngoài ra thì người ta còn có thể dựa vào cái hình thái của con virus đó, hình tròn, hình vuông, hình nói chung là tùy theo hình và tùy theo cái cách sắp xếp của virus đó trong trong không gian, hoặc là có thể dựa trên cái những cái bệnh học, tức là những cái dấu hiệu bệnh học mà khi virus nhiễm vào cơ thể nó gây ra những cái triệu chứng nhất định đó các anh chị, người ta phân loại. Thì những cách phân loại đó thường nó sẽ không có phổ biến và được sử dụng nhiều bằng cái phân loại hay bộ gen. Đây nè, phân loại hay bộ gen. Thì dựa trên bộ gen đó các anh chị, virus này không phải là một tế bào hoàn chỉnh. Không phải là một tế bào hoàn chỉnh các anh chị. Thì lúc này cái bộ gen của nó sẽ có nhiều dạng khác nhau. Có thể là một sợi ADN duy nhất, hoặc là một hai sợi ADN sống kép, hoặc là một sợi ARN, hoặc là hai sợi ARN. Ngoài ra mình sẽ còn có những sợi ARN ngược nữa các anh chị. Thì những cái chủng ARN ngược thì các anh chị nó rất là đặc biệt. Thì để nó có khả năng tồn tại trên cơ thể của người bị nhiễm các anh chị, thì nó còn mang theo một cái loại enzyme phiên mãn ngược. Lúc này thì cơ thể của người bệnh của mình nó sẽ tức là nó sẽ nhiễm vào trong tế bào ký chủ và nhờ vào cái enzyme mà phiên mãn ngược này để tạo cái sợi ARN mới, là cái sợi mà đúng đó, từ sợi ngược sẽ trở thành sợi xuôi. Và từ sợi xuôi này nó sẽ bắt đầu tạo thành sợi đôi ADN để chèn vào trong cái bộ gen của ký chủ của mình và tiếp tục nhân lên theo tế bào ký chủ. Thì cái loại ADN ngược này chút nữa mình cũng thấy nó hiện diện trong con SARS-CoV-2 và trong HIV. Và chủng đầu tiên mình sẽ tìm hiểu các anh chị đó chính là virus HPV nha, HPV nha, chúng mình là HPV bò nha các anh chị. Hay còn gọi là virus gây u nhú, cái từ đằng trước này là các anh chị, papilloma này có nghĩa là u nhú, còn cái chữ viride này có nghĩa là virus, họ virus gây u nhú. Tại sao lại gọi là họ virus gây u nhú? Bởi vì nó sẽ tác động vào trong những cái tế bào ở bề mặt của niêm mạc da của mình đó các anh chị. Khi nó nhiễm vào trong những cái bề mặt của niêm mạc da như vậy các anh chị, thì nó sẽ bắt đầu kích hoạt những cái tế bào này tăng sinh và làm cho cái vùng da nó trở nên thành một cái khối tế bào phình to ra khỏi cái bề mặt da của mình. Cái này cũng tùy chủng nha các anh chị, thì mình sẽ có hai cái chủng mà mình sẽ hay gặp các anh chị, hai cái chủng mà mình hay gặp á. Chủng đầu tiên là các anh chị thấy là mụn mụn cóc ngoài da, mụn cóc ngoài da có nghĩa là mình có thể nhiễm những cái mụn gọi là nó sần sùi ngoài da của mình các anh chị, người ta gọi đó chính là cái loại mụn mụn cóc ngoài da thôi. Và ngoài ra thì cái chủng này nó có thể nhiễm vào ở những cái vùng da đặc biệt trong cái bộ phận sinh dục như là quanh hậu môn, hoặc là ở bộ phận sinh dục của nam giới, hoặc là bộ phận sinh dục của nữ giới. Trong trường hợp nhiễm bộ phận sinh dục của nam giới thì người ta gọi nó là sùi màu gà các anh chị. Còn trong trường hợp mà nó nhiễm ở bộ phận sinh dục của nữ giới thì người ta gọi nó là những cái tình trạng của ung thư cổ tử cung mà anh chị hay nghe, là chủng này là HPV mụn cóc sinh dục nha các anh chị. Nó có thể xuất hiện cả trong phía bên trong, sâu phía bên trong âm đạo của nữ giới, hoặc là ở phía bên bề ngoài các anh chị. Và nó lây lan thì rất là dễ, chỉ cần các anh chị tiếp xúc ngoài da, tức là da chạm da các anh chị, hoặc là trong quá trình mình sinh hoạt tình dục không an toàn á, thì cái chủng virus này có thể lây lan. Và nó được xếp vào cái nhóm gọi là nhóm lây truyền qua đường tình dục, tức là cũng là một cái nhóm bệnh khá là nguy hiểm các anh chị, nên đòi hỏi mình phải giữ an toàn. Và để nhận diện những cái dấu hiệu của những cái mụn cóc mà ngoài da, có thể là da trên cơ thể, những cái vùng da bình thường, hoặc là có thể ở những cái bộ phận sinh dục á, thì người ta căn cứ dựa vào cái màu sắc thôi các anh chị. Để người ta phân loại ra cái mụn cóc sinh dục đó là thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc là nhóm nguy cơ thấp.
Nhóm nguy cơ cao hoặc nhóm nguy cơ thấp ở đây ý muốn nói tới cái gì các anh chị? Nguy cơ cao đây có nghĩa là nguy cơ cao của cái mụn cóc đó sẽ trở thành một cái ung thư ác tính, thì còn gọi là ung thư á. Và nguy cơ thấp có nghĩa là cái chủng đó sẽ ít có nguy cơ chuyển cái mụn cóc đó thành một cái khối ung thư, mà chỉ là một khối u lành tính thôi các anh chị. Nó dễ nhìn lắm các anh chị. Đó là một cái mụn mà nó nổi lên sần sùi ở ngoài bề mặt da của mình và kích thước nó cứ to dần theo thời gian. Thì một cái nữa, trong trường hợp mà nó biến màu, nó có khả năng biến đổi màu sắc các anh chị, có nghĩa là thay vì nó phải có cái màu giống như da của mình, đối với những cái mụn cóc nào mà có màu giống như da thì nó sẽ thuộc vào cái chủng nguy cơ thấp này, và nó chỉ là một cái u lành tính ngoài da thì các anh chị có thể đốt, anh chị cắt là xong. Nhưng mà đối với những cái khối u nào mà nó sần sùi mà nó xấu xí mà nó nổi ngoài da của mình hoặc là ở bộ phận sinh dục, nhưng mà nó có khả năng to dần theo thời gian, và thêm một cái nữa là cái màu sắc của nó bị biến đổi các anh chị, nó có thể không phải là màu da người nữa mà nó chuyển một cái màu, có thể là đỏ gạch chẳng hạn, hoặc là màu nâu gạch chẳng hạn. Thì trong trường hợp đó thì cái mụn cóc đó người ta gọi nó là nhóm thuộc về cái nhóm có nguy cơ cao biến chuyển thành một khối u ác tính. Và trong trường hợp mình thấy như vậy mà mình cắt á, thì chắc chắn nó sẽ nhảy. Và đặc điểm của cái mụn này thì nó chỉ nằm ở phía ngoài bề phía bên dưới của cái lớp từ cái lớp niêm mạc da trở ngoài thôi các anh chị, nhưng mà khi mình cắt thì nó lại nhảy các anh chị, nó là nhóm nguy cơ cao. Và dựa trên cái bộ gen này là các anh chị, dựa trên cái bộ gen virus học này nè, người ta phân thành hai nhóm nguy cơ cao gây ung thư và nhóm nguy cơ thấp gây ung thư, và người chia nó thành các chủng khác nhau, có nhiều chủng lắm mà người ta đánh số nha các anh chị, đây nè đánh số. Và trong tất cả các số liệu này thì người ta thấy hai cái chủng mà phổ biến nhất trong cộng đồng hiện giờ và là hai cái chủng đóng vai trò quan trọng trong quá trình gây ung thư cổ tử cung ở nữ giới, đó chính là HPV 16 và HPV 18 này nè các anh chị. HPV 16 và HPV 18 nha, là hai cái chủng mà có tỷ lệ nhiễm nhiều nhất trong cộng đồng hiện giờ và là hai cái chủng mà gặp nhiều nhất trong những cái tình trạng của ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Và nói về cái cấu trúc của HPV này thì nó không phải là một cái hạt virus hoàn chỉnh đầy gồm đầy đủ các tất cả các bộ phận mà mình được nói lúc nãy đâu các anh chị. Cấu trúc này các anh chị thấy không? Nó thiếu lớp vỏ phía ngoài. Nó chỉ duy nhất có một cái loại, đó chính là protein capsid. Này, cái cấu trúc này là các anh chị. Nó phải có cái lớp vỏ phía ngoài và lớp vỏ phía trong đúng không? Nhưng đối với cái HPV này thì nó chỉ duy nhất có cái lõi thôi. Rồi cái lõi này bao gồm có cái gì các anh chị? Lớp ngoài cùng của nó chính là lớp protein capsid, còn phía bên trong nó chứa đựng luôn cả ARN, ADN của virus luôn rồi. Và trong bộ ADN của virus này các anh chị thì nó là một cái sợi sợi đất, sợi nó là một cái sợi đôi ADN nha, sợi đôi ADN sống kép. Và sợi đôi ADN sống kép này sẽ bao gồm những cái bộ phận nhất định các anh chị. Ngoài ra nó sẽ còn có những loại protein L2, L1 nè. Thì những cái ký hiệu L1, L2 này chút nữa sẽ giải mã cho các anh chị hiểu rõ hơn. Thật ra nó chính là một cái loại protein được mã hóa từ chính cái sợi ADN này. Đây là các anh chị, sợi ADN này nó sẽ có những cái đoạn trình tự nhất định mã hóa. Và khi cái đoạn ADN đó được phiên mã và dịch mã, nó sẽ tạo ra những cái chuỗi polypeptide và cuối cùng là protein. Cái protein đó nó đóng vai trò tạo ra những cái bộ phận này nè các anh chị, đây. Protein L1, protein L2 này nè. Protein này là những cái đoạn mà chút nữa người ta sử dụng để người ta chẩn đoán dựa trên PCR của virus các anh chị, của virus HPV này, đã giải mã cho bộ gen cho mình. Nói về HPV các anh chị thì nó sẽ có, đây là cái bộ đoạn gen người ta kéo ra cho các anh chị nè, nó là một cái sợi vòng đúng không các anh chị, đây nè, nó là một cái vòng tròn đúng không, một cái sợi đôi ADN dạng vòng và tạo thành vòng tròn, đây là người ta kéo duỗi ra cho các anh chị xem. Mình chỉ lấy cái sợi phía ngoài thôi nha các anh chị, sợi phía trong tức là cái sợi đối xứng lại nè, đây là sợi đối xứng lại nè, mình lấy sợi phía ngoài. Thì mình sẽ có những cái đoạn nhất định mà người ta hay sử dụng trong kỹ thuật chẩn đoán chính xác HPV, đó là những cái đoạn như là E6, E7 và cái đoạn L1 này nè các anh chị. Đây. Thì mình sẽ nói về chức năng của những cái đoạn gen này. Những cái đoạn gen này thật ra nó chính là những cái nucleotide ship liên kết với nhau các anh chị, mình nhớ là sinh học phân tử nha. Thì E6 này là gì để các anh chị? E6 này đó chính là một cái đoạn gen mã hóa cho virus trong quá trình tăng sinh, tức là trong quá trình virus nó sống á, nó sẽ tạo ra một cái loại protein mang tên là protein để gắn kết với B53. B53 được không các anh chị? Còn E7, E7 là gì? E7 là một cái đoạn gen để mã hóa cho virus trong quá trình nó sinh sống, nó sẽ sao chép, xin lỗi, nó sẽ phiên mã và dịch mã để tạo ra một cái đoạn protein gắn kết với retioplasma. Đây là các anh chị. Tôi sẽ nói sơ qua cho các anh chị về hai cái loại protein này. Trong một cái cơ thể của người bình thường á, các anh chị ở bất cứ đâu trong 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 những cái quá trình tăng sinh của tế bào á, tức là một cái vùng mô nhất định trong quá trình một cái chu kỳ tế bào nó diễn ra các anh chị, nó sẽ được kiểm soát bởi hai loại protein là B53 và BRB này.
Protein B53 này là một cái loại protein, người ta gọi nó giống như cái thắng các anh chị, cái thắng tức là trong quá trình mà anh chị đạp xe quá là nhanh đó, thì các anh chị sẽ đạp thắng đấy, các anh chị thanh lại đúng không? Thì trong cơ thể của người mình ở một cái loại mô nhất định, khi một tế bào nào đó nó tăng sinh quá nhanh, tức là nó nhanh hơn cái tốc độ bình thường của chu kỳ tế bào người ở các anh chị, thì lúc này B53 nó sẽ hoạt động để nó kìm hãm cái quá trình tăng sinh nó lại, và nó làm cho cái mô của mình nó không có phát triển thành khối u bự. Cho nên khi các anh chị nhiễm phải những cái chủng virus đó các anh chị, nó là một trong những nguyên nhân gây ung thư, là bởi vì những chủng virus này có khả năng tạo ra những protein nhất định trong quá trình nó sống để nó gắn vào trong cái B53 này và làm mất chức năng của B53. Và khi B53 mất chức năng thì có nghĩa là gì các anh chị? Mất thắng rồi, mình không có thắng được nữa. Mình đạp xe mình quá nhanh thì mình cứ lao tới thôi. Và lúc này cơ thể của mình nó đang tăng sinh thì nó tăng sinh mãi luôn các anh chị. Cho nên khối u ngày càng lớn ra. Còn đối với cái protein B-retiolase, cái này là từ viết tắt các anh chị. B này là protein, còn R này chính là retinol, còn B này chính là plasma. Thì cái BRB này ở cơ thể người các anh chị thì nó ngược lại với B53. Nó là một cái loại protein mà giúp kích thích quá trình tăng sinh của chu kỳ tế bào. Và trong cơ thể của một người thì hai cái này nó cân bằng nè, thấy không anh chị, thấy không? Hai này nó cân bằng với nhau. Cho nên tế bào của mình thì nó sẽ phát triển bình thường chứ nó không tạo thành khối u được. Nhưng những cái chủng virus là một trong những nguyên nhân gây ung thư á, thì nó lại hoạt hóa cái B53 này, xin lỗi, cái BRB này rất mạnh và nó ức chế cái B53 này. Thì khi BRB được hoạt hóa mạnh thì tín hiệu kích thích tăng sinh của chu kỳ tế bào thì cứ diễn ra. Còn cái kìm hãm quá trình tăng sinh bất thường của B53 thì lại bị mất đi các anh chị, nên cuối cùng đưa đến cái tế bào bị nhiễm những chủng virus này trở nên tăng sinh không ngừng và tạo thành một khối u càng ngày càng lớn và tách biệt ra khỏi cái mô mà nó đang sinh sống luôn các anh chị. Đó là hai cái chủng, xin lỗi, hai cái đoạn gen ở 6 và 7 ha, giải thích lý do tại sao chủng HPV này lại gây ung thư được á, là nhờ vào hai cái đoạn gen này để tạo ra những cái loại protein mà kết nối vào trong cái B53 và BRB ở tế bào biểu mô của người. Và ngoài ra thì trong cái đoạn hệ gen của cái HPV này mình sẽ có hai cái đoạn nữa các anh chị, đó là đoạn L1 và đoạn L2. L1 và L2 này là gì các anh chị? Đó chính là hai cái đoạn gen mà nó sẽ mã hóa để tạo ra những cái loại protein capsid bao lấy cái hạt virus của mình. Lúc nãy anh chị có thấy cái loại capsid không, xin lỗi, cái vỏ capsid không, đây nè, lớp phía ngoài này là các anh chị, đây cái hạt này nè, ở cục to đùng này nè, đó hai cục này nè, đó hai cục đó chính là do đoạn L1 và L2 mã hóa để tạo ra, khi mà virus nó hoạt động, nó sinh sản các anh chị, thì nó sẽ tạo ra những cái loại protein để đóng gói cái hạt virus này để nó tăng sinh mình, nó nhảy đi tới những cái tế bào biểu mô khác đó. Tức là quá trình sinh sản của virus đó, L1 L2 nha các anh chị. L1 thì chính là cái capsid chính, cái capsid chính của nó là chính là cái vòng lớn phía ngoài. L2 là mã hóa cho các protein của capsid phụ. Capsid phụ là cái hạt nhỏ xíu mà đính phía bên trong của cái capsid chính đó. Đây nè, không các anh chị. Thì mình nhắn rất là nhiều ở 6, ở 7 và L1, L2 để làm gì, để chút nữa mình sẽ thấy rằng là tất cả những cái xét nghiệm chút nữa mình đi vào để mình chẩn đoán chính xác và mình phân loại cái chủng HPV có phải là 16, 18 gây ung thư hay không, hay là những cái chủng của nhóm nguy cơ ung thư thấp đó, người ta hoàn toàn sẽ dựa vào những cái đoạn gen ở 6, ở 7, L1 và L2 này để người ta chạy PCR và tìm xem virus có nhiễm trong tế bào người hay không, tế bào biểu mô của người hay không. Thì nói về chẩn đoán của virus HPV gây u nhú các anh chị, thì nó có một cái nhóm xét nghiệm cũng rất là đơn giản các anh chị, nó cũng chả có xài kháng nguyên hay kháng thể gì đâu, nó chỉ có hai nhóm cơ bản thôi. Nhóm số 1 đó chính là nó xài luôn cả cái xét nghiệm tế bào học, bởi vì nó là một cái sự bất thường của lớp biểu mô phía ngoài do virus nó bám dính vào và nó gây tăng sinh bất thường và làm cho lớp tế bào biểu mô đó trở nên thay đổi cấu trúc và chức năng. Nên cái nhóm số đầu thì nhóm xét nghiệm đầu tiên đó chính là chẩn đoán tế bào học. Thì cái chẩn đoán tế bào học này nó có cái tên là Pap smear hay còn gọi là test Pap các anh chị, do cái nhà khoa học đầu tiên nghĩ ra, tức là người ta phát hiện ra. Thì Pap smear thực ra là cái gì các anh chị? Đơn giản là gì nè. Những cái bệnh nhân nào mà anh chị bình thường mà mình hay còn gọi là đi tầm soát ung thư cổ tử cung á, để tầm soát ung thư cổ tử cung thì mình sẽ làm cái test Pap này. Test Pap này rất là đơn giản, đó là mình sẽ sử dụng một cái chổi. Đây nè các anh chị thấy không? Cái chổi có cái đầu giống như nè. Cái chổi này mình sẽ, cái này phải có nhân viên y tế người ta làm nha các anh chị. Người ta sẽ đưa cái chổi này vào trong cái tử cung, đưa vào trong cổ tử cung á, đây là các anh chị, đưa vào trong cổ tử cung và phải cố gắng làm sao mà đưa qua chỗ âm đạo và đưa đến cái ngay chỗ cái cổ tử cung nha, đây nè, chỗ này chính là cổ tử cung nha các anh chị, còn phần này là phần tử cung nè.
Và cái chõi khi nó quét tới cái phần cổ tử cung này thì người ta sẽ dùng cái đầu chõi này, nó giống như là gọi là cái chõi đó, bởi vì nó y như cái chõi quét nhà luôn các anh chị. Thì cái phần ria ria này là các anh chị nó sẽ quét một cái lớp nhất định trên cái bề mặt cổ tử cung này để lấy ra cái lớp tế bào ở phía bề mặt của cổ tử cung. Và sau khi lấy ra thì nó làm gì các anh chị? Mình sẽ đi nhậm ram, mình sẽ đi nhậm màu để mình soi. Và khi mình soi với kính hiển vi á, thì mình sẽ bắt đầu mình nhìn về cái sự thay đổi của hình dạng, sự sắp xếp và cấu trúc của những tế bào ở vùng cổ tử cung ở cái bệnh nhân mà mình đang xem xét. Để làm chi các anh chị? Để mình đối chiếu với lại những cái tế bào của cổ tử cung bình thường mà mình đã có mẫu sẵn rồi các anh chị, để mình xem nó thay đổi về hình dạng hay không. Mình gọi là hình thái học của tế bào cổ tử cung bị biến đổi trong test Pap smear. Và khi có thấy sự biến đổi bất thường này, người ta gọi nó chính là cái sự gọi là một cái sự thay đổi. Và sự thay đổi này thì người ta gọi nó rất là đơn giản, đó chính là tổn thương tế bào gai, tổn thương tế bào gai các anh chị. Và cái mức độ tổn thương tế bào gai này các anh chị thì nó chia ra nhiều mức độ tùy theo cái tế bào của cổ tử cung mà người ta phết ra người ta xem được các anh chị. Thì khi phết ra xem thì nó có thay đổi hình dạng này các anh chị, đây mình đọc thử trong đây nha. Nó thay đổi hình dạng là nhân biến đổi là tế bào chất nó có hạt nè, hoặc là nó có những cái sự phát sáng bất thường này các anh chị, thì người ta gọi đó chính là những cái tế bào cổ tử cung bị tổn thương. Và sự tổn thương tế bào gai này chia ra thành hai loại các anh chị, đó chính là tổn thương mức độ thấp thì gọi là L-sin và tổn thương mức độ cao là H-sin. Và khi có sự tổn thương này các anh chị, khi thấy trên Pap smear mà có sự tổn thương này, người ta bắt buộc phải làm xét nghiệm sâu hơn, đó chính là sinh thiết, phải làm sinh thiết ha. Thì hai cái nhóm xét nghiệm này nó thuộc về cái giải phẫu bệnh của cái mô các anh chị. Sau khi làm sinh thiết đó, thì lúc này mình sẽ thấy được sâu hơn về cái sự thay đổi và sự thay đổi chức năng và cấu trúc của những cái tế bào bề mặt niêm mạc cổ tử cung. Tức là Pap smear giống như là cái đèn tín hiệu á, khi mình đã phát hiện có bất thường là lúc này mình sẽ làm sinh thiết để cho nó đi sâu hơn các anh chị. Và khi sinh thiết ra các anh chị thì người ta sẽ xác định chính xác cái sự bất thường đó là lành tính hay là ác tính. Và lúc này người ta chia nó ra thành ba loại, sin 1, sin 2, sin 3 các anh chị. Sin này có nghĩa là nghịch sản cổ tử cung, nghịch sản tế bào cổ tử cung, có nghĩa là tế bào cổ tử cung nó bị sinh sản bất thường, nó bị đảo ngược lại so với cái quá trình sinh sản bình thường đó. Người ta chia ra là ba mức độ ha, 1, 2, 3. Thì ba mức độ này là ứng với những cái tình trạng của ung thư cổ tử cung khác nhau các anh chị. Rồi đó là Pap smear. Thì đơn giản Pap smear sẽ giúp cho mình phát hiện nhanh sự bất thường của tế bào cổ tử cung để mình sàng lọc những người bị nhiễm HPV ha. Tại vì người ta biết rằng á, HPV là một trong những nguyên nhân làm cho những tế bào của bề mặt cổ tử cung này trở nên bất thường. Cho nên nó giúp cho mình sàng lọc nhanh HPV là như vậy. Khi thấy có bất thường rồi bắt đầu người ta sẽ đi tìm kiếm xem có bị nhiễm HPV hay không. Thì đây là những cái giai đoạn của cổ tử cung mà chị thấy nó sẽ diễn biến dần theo thời gian khi các anh chị nhiễm phải HPV các anh chị. Đây là một cái tế bào cổ tử cung, xin lỗi, bề mặt của cổ tử cung khỏe mạnh. Cái này là cắt ngang cắt dọc nha, xin lỗi, cắt ngang cho các anh chị. Đây nè, cái này là kẻ thôi cái người mình xuống này các anh chị. Và khi các anh chị cắt ngang chỗ này ra nè, mình quay ngược lên thì mình được cái vòng tròn giống như vậy. Và cái sự biến dạng này sẽ bắt đầu diễn biến theo thời gian ứng với các giai đoạn của ung thư cổ tử cung diễn ra. Và các giai đoạn này thật ra chính là gì các anh chị? Chính là sự tăng sinh của những tế bào biểu mô bị nhiễm HPV theo thời gian thôi các anh chị. Đây nè, bắt đầu nó biến đổi các anh chị thấy không? Thay đổi hoàn toàn hình dạng, màu sắc và cấu trúc luôn các anh chị. Đây nè, chuyển qua giai đoạn muộn. Ở đây chính là hình ảnh tế bào học mà khi người ta phớt là Pap smear để người ta coi này các anh chị. Đây chính là những cái sự thay đổi nhất định nè. Thì đây mình thấy nó cũng rất là rõ ha. A là bình thường như các anh chị, B là bắt đầu biến dạng nè, C thay đổi, D là cũng thay đổi luôn. D là mình thấy có cái nhân nó bị có một cái đường rãnh ở giữa lên thấy không? Đây nè, rất là rõ. Còn hình C là chính là có những cái hạt tích tủa trong cái nhân của tế bào này các anh chị. Và trong cái tế bào chất của nó cũng rất là đậm đặc như thế không? Còn cái hình E này thì mình lại thấy có sợi các anh chị, có những cái sợi nhất định trong cái nguyên bào chất của tế bào ký chủ. Rồi còn đối với cái hình F này thì mình thấy có gì các anh chị? Có những cái tế bào nè, hay là những cục này nè các anh chị. Nó có cái thuật ngữ gọi nha. Cái thuật ngữ gọi này nó là chuyên môn của giải phẫu mô bệnh học. Và các anh chị muốn đọc được và các anh chị hiểu được cái này thì các anh chị phải đi học về những cái chuyên ngành về mô học và giải phẫu bệnh thì mình mới hiểu được về những cái thuật ngữ đọc đó nha các anh chị.
cái hình này thì ở trong slide nó sẽ tích cho các anh chị luôn là cái hình đó được gọi là gì. Nói chung là cái tên biến dạng của cái tế bào đó nó gọi dài lắm các anh chị. Nó lấy ra từ một cái bài báo công bố cho các anh chị về những cái pap smear trong chẩn đoán HPV thôi. Để mình thấy được cái này là nhuộm màu rồi nha các anh chị. Và khi anh chị đã làm pap smear và thấy có sự bất thường trên hình dạng rồi các anh chị, thì mình sẽ nghi ngờ có khả năng sự bất thường hình dạng này là do nhiễm HPV. Và để biết là bệnh nhân có nhiễm HPV hay không thì lúc này người ta sẽ đi chẩn đoán xác định bằng cách sử dụng xét nghiệm sinh học phân tử, đó là PCR, PCR như các anh chị. Thì cái xét nghiệm PCR này tùy theo cái đoạn mồi các anh chị sử dụng để các anh chị phát hiện đoạn O6 hay O7 hay đoạn L1 hay đoạn L2. Tùy theo cái kit mà anh chị đang sử dụng để phát hiện cái đoạn gen nào của HPV ha. Thì sẽ giúp cho các anh chị biết chính xác là có hay không đang nhiễm HPV. Và nếu có thì đang nhiễm chủng HPV nào. Nó sẽ được phân biệt dựa trên những cái đoạn đó, các anh chị, những cái sự khác biệt trong sự sắp xếp cấu trúc của những cái đoạn O1, O6, O7 và L1, L2 đã nói lúc nãy cho các anh chị. Và cái video này là minh họa cho các anh chị về cái PCR, để các anh chị hiểu về cái nguyên tắc của PCR các anh chị. Và nguyên tắc của PCR là các anh chị sẽ dựa trên cái đoạn gen đích mà anh chị cần khuếch đại, là bởi vì khi các anh chị nhiễm có một tế bào virus đó thì nó chỉ có một cái đoạn gen nhất định. Anh chị hình dung tức là cái này là giống như là minh họa cho các anh chị, nó là một cái đoạn gen của HPV chẳng hạn, và khi các anh chị nhiễm một con HPV thì anh chị chỉ có một đoạn gen duy nhất, mà nếu như chỉ có một đoạn gen thì các anh chị không thể phát hiện được, nó gọi là quá thấp dưới ngưỡng phát hiện. Cho nên để bây giờ để tăng cái tính chính xác và khả năng mà các anh chị có thể phát hiện nhanh có nhiễm HPV hay không từ những cái giai đoạn sớm, tức là chỉ cần một đến hai con nhiễm là anh chị phát hiện rồi á, thì người ta sẽ khuếch đại cái đoạn gen của tế bào HPV đã nhiễm từ một đoạn gen thành hàng tỷ đoạn gen, để lúc này các anh chị sẽ phát hiện các kết quả đi sau PCR bằng một cái tín hiệu khác. Thì tín hiệu đằng sau thì có thể là mình sẽ xài điện di để mình cho nó phát quang lên bằng cái đoạn ADN, mà khi nó đậm đặc lên đó các anh chị thì nó sẽ bắt nhiều màu hơn và nó phát hình quang rất là mạnh. Còn không thì các anh chị sẽ xài một cái đầu dò điện tử phía ngoài để nó phát hiện theo cái thời gian thực. Và nguyên tắc của PCR các anh chị là phải có đoạn gen đích. Đây là đoạn gen đích nha. Rồi, tiếp theo đó chính là cái đầu dò. Cái này chính là cái đầu dò. Thì nó sẽ dò trên cái đoạn của gen đích này cái vị trí cần thiết để làm chi? Để cái mồi này các anh chị, để cái mồi này được gắn vào cái vị trí đích đó. Thì lúc nãy các anh chị muốn tìm đoạn O6 O7 thì cái đầu dò này sẽ dò đến khi nào mà nó phát hiện trên cái đoạn ren này vị trí của O6 để nó bắt đầu nó phát tín hiệu. Thì lúc này cái đoạn mồi sẽ gắn vào cái vị trí đầu tiên của O6. Và sau khi đoạn mồi gắn vào thì lúc này sẽ bắt đầu có sự gọi là cái sự tạo thành cái sợi đối ngược của cái đoạn ren đó. Gọi người ta gọi là cái phản sự bắt cặp đó, của ADN polymerase các anh chị bằng các nucleotide người ta thêm vào sẵn này các anh chị. Những cái này là cái có sẵn trong bộ kit nha. Và đây là real time PCR nha các anh chị. Và đây là đoạn gen mình cần khuếch đại. Primer là màu nha các anh chị. Rồi còn cái này là cái enzyme cần thiết để nó gắn những cái nucleotide tự do vào trong cái đoạn gen đích. Là cái đầu dò các anh chị.
Cái này là đang nói về cái real time PCR các anh chị, thì những cái đầu dò, cái này là cái đầu dò này các anh chị, nó sẽ gắn những cái tín hiệu phát hiệu, và khi mà một cái đoạn rendit nó sau khi nó tổng hợp thành hai đoạn rendit mới á, thì cái đầu tín hiệu này sẽ bắt đầu phát ra tín hiệu để mình sẽ nhận diện dựa trên cái đầu đọc, thì nó sẽ được kết nối với máy tính để người ta đo và người ta nhận diện được cái sự tăng lên của cái số lượng ADN đã được phát đại. The PCR cycles which begin with the heat denaturation of the DNA. The temperature. Và chu kỳ số 1 là chu kỳ mình sẽ thiết đặt cái nhiệt độ rất là cao các anh chị. Mình giai đoạn đầu tiên chu kỳ 1 nha, chu kỳ 1 là chu kỳ mà từ một sợi sẽ tạo thành hai sợi. Thì nó gồm ba giai đoạn nhỏ các anh chị. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn 95 độ C, nãy để cho các anh chị á. Ở 95 độ C thì hai cái sợi đo này sẽ tách ra thành hai sợi đơn. Sau đó mình sẽ được chuyển qua giai đoạn 2, chính là giai đoạn 55 độ C, là giai đoạn kéo dài, nãy là giai đoạn tách đôi. And the probe and primers that need the specific sequence on the DNA strands. That DNA primer is synthesized supplementary DNA using the primer as a starting point. When the primer is on top of the probe and primer, the primer is actually involved. The primer is on the primer, which is like a second step. But it uses the primer of the probe. At the same time, the primer is connected to the DNA strand. The DNA of the probe is an essential part of the sequencer because it separates the recruitment dye from the potential dye. When the line excites the recruitment dye and recruitment dye to have, and the potential dye is too far from the recruitment dye to have its function. The next piece of the cycle, the potential dye of the potential tiếp tục chu kỳ số 2 các anh chị, thì nó cũng diễn ra ba giai đoạn tiếp tục lúc nãy, thì mình cũng sẽ tách đôi sợi ADN, sau đó bắt đầu bắt mồi, sau bắt mồi bắt đầu kéo dài, thì nó sẽ có ba giai đoạn nhiệt độ là 95, 55 và 72 độ C các anh chị. Và cái sự tạo thành những cái chuỗi ADN mà được sau khuếch đại các anh chị, thì nó theo cấp số nhân 2 mũ n ha. Cứ một chu sau một chu kỳ thì nó sẽ có 2 mũ n, một tế bào, một đoạn ADN thành 2, 2 thành 4, 4 thành 16 nha các anh chị. And the data from all the cycles are used to construct an amplification plot, as you can see. Ở đây là phát hình quang á, cái sự phát hình quang dựa trên những cái chuỗi mà mình nhận diện được dựa trên cái đầu dò lúc nãy nó phát ra, anh chị thấy không? Cái đầu dò lúc nãy chỉ cho các anh chị trên hình luôn á. PCR nha. Và tại sao đây là phải sau một vài chu kỳ nhất định thì mình bắt đầu mình mới thấy được các anh chị, đó là nó phải nằm trên cái ngưỡng phát hiện của cái đầu dò, tức là cái đầu độc ở đằng sau á. Là sau khi các anh chị khuếch đại thì đòi hỏi là phải có một cái số lượng nhất định của cái đoạn ren ban đầu, đoạn ren đích á,
nó phải đưa, nó đã phải đến một cái ngưỡng, tức là một cái số lượng đoạn nem nhất định phải nằm trên cái ngưỡng nó trở lên thì bắt đầu có tín hiệu nó mới đọc được ha. Và tại sao đây mình thấy có một số chu kỳ nhất định thì bắt đầu when the reactions are no longer running efficiently due to the part of limiting reacting agents and are therefore not quantitative. Đó là nguyên tắc của PCR, real-time PCR. Real-time PCR thì cái kết quả sẽ được đọc liền luôn, tức là mình chạy ra bao nhiêu thì nó sẽ có một cái máy tính gắn phía ngoài kết nối, cái nó đọc kết quả luôn. Còn cái PCR thông thường khi các anh chị làm thì thường nó sẽ đi kèm với kết quả của điện di. Bởi vì khi các anh chị PCR xong rồi thì từ một đoạn gen ADN ban đầu thì nó sẽ khuếch đại lên thành hàng tỷ đoạn gen và làm cho cái nồng độ của ADN trong cái mẫu của mình rất đậm đặc. Và cái đoạn ADN này thì mình đã học sinh học phân tử mình nhớ đúng không? Mình sẽ chạy điện di bằng cách là mình sẽ cho nó bắt cặp với một cái chất phát hình quang, phát màu, phát sáng với lại đèn UV. Khi các anh chị bắt đầu cho chạy điện di thì nó sẽ tách ra thành những cái đoạn ADN nhất định theo tỷ trọng và nó bắt màu. Nó bắt những cái tính này, cái đoạn màu ethylene bromide đó các anh chị. Và khi các anh chị soi UV thì nó sẽ phát quang, phát sáng lên. Thì cái vạch nó sẽ cho mình biết được là cái đoạn ADN nhất định nó có trọng lượng bao nhiêu trên cái bản thạch của mình. Và ở đây là người ta sẽ đi sâu vào trong cái kết quả chẩn đoán của HPV bằng cái kỹ thuật các anh chị. Thì cái nhóm chẩn đoán PCR đầu tiên cho HPV đó chính là nhóm RT-PCR, hay còn là chẩn đoán theo nhóm thôi, chẩn đoán theo nhóm thôi nha. Nghĩa là nó sẽ phát hiện cái chủng các anh chị đang nhiễm phải đấy là nhóm HPV nào, biết là nhóm thôi nha, chứ không biết chính xác được. Thì nó sẽ xài cái đoạn mồi chung, đó là MI09 và MI11. Hoặc là người ta có thể xài kỹ thuật PCR nested, gọi là PCR làm tổ, có thêm đoạn mồi RB5+ và RB6+. Thì cái MI09 và cái MI11 của các anh chị đây, nó sẽ khuếch đại cái đoạn gen L1. Anh chị thấy không? L1 đây nè. Nó sẽ khuếch đại cái đoạn gen L1 lên nha các anh chị đây. Và PCR lần 1, tức là cái nhóm không á, tức là PCR theo nhóm đặc hiệu á, thì nó chỉ khuếch đại cái đoạn gen L1 này lên. Và để tăng cái tính đặc hiệu và chính xác của cái xét nghiệm HPV theo nhóm này lên các anh chị, người ta sẽ lấy cái sản phẩm sinh ra sau khi chạy PCR lần 1 với đoạn mồi MI09 và 011 này nè các anh chị. Người ta lại tiếp tục chạy trên một cái kit thử khác của PCR làm tổ với cái đoạn mồi nhỏ hơn, chính là RB5+6+, để khuếch đại cái đoạn gen nhỏ xíu lên này đây. Có đại cái đoạn này lên này các anh chị. Và lúc này nó sẽ tăng tính đặc hiệu lên, bởi vì nếu như anh chị có nhiễm phải HPV thì chắc chắn sau 2 lần chạy PCR thì kết quả của một đoạn 150BB này các anh chị, BB là cặp nu nha, nó sẽ rất là giàu trong cái mẫu bệnh phẩm của người bệnh sau khi chạy, và anh chị sẽ chẩn đoán rất là chính xác. Còn nếu như mà nó không có thì là không có luôn, tại vì anh chị đã chạy tới 2 lần PCR lần. Đây là những cái đoạn ra nhất định các anh chị thấy không? Đây là những chủng nha, chủng HPV ha. Và giờ với những cái đoạn gen L1 nhất định nè, những chủng khác nhau thì nó sẽ có những cái độ dài của đoạn L1 có kích thước khác nhau hoàn toàn. Giống như HPV 16 nè, đó đoạn L1 của nó dài nặng 457 cặp nu. HPV 18 trong đây có không đây? 18 thì dài nặng 322 cặp nu. Vậy thấy không? Còn đoạn O6, O7 nữa các anh chị, của tất cả các chủng nói chung, O6, O7 thực ra chỉ là cái chẩn đoán dựa trên cái nhóm đặc hiệu thôi. Xin lỗi, O6, O7 là chẩn đoán chính xác loại. Còn L1, L2 chỉ là nhóm thôi nha. L1, L2 là bên này nè các anh chị, là nhóm. Còn bên này là O6, O7 là theo chủng, theo loại virus luôn. Này anh chị thấy không? Đoạn O6, O7 này phóng to lên 630 cặp nu. Và nó khác biệt hoàn toàn trên những loại virus khác nhau. Đây, HPV 16 thì cái đoạn O6 này nó chỉ có 457 cặp nu. Còn 18 thì nó 322 cặp nu. Và tương tự cho những chủng khác. Và từ đó người ta sẽ chẩn đoán chính xác cái loại virus đang nhiễm trong cơ thể người bệnh, đó là HPV nào, dựa trên đoạn O6, O7 nha. Hình dung được không các anh chị? L1 thì giúp cho mình chẩn đoán dựa trên nhóm thôi, tức là cho mình biết nhóm HPV nào thôi. O6, O7 sẽ cho mình biết chính xác cái chủng HPV nào luôn các anh chị. Vậy thì sau đó người ta có thể chẩn đoán chính xác hơn cái loại virus HPV đang nhiễm dựa trên cái PCR-TS các anh chị. PCR-TS hồi nãy là cái RT-PCR đúng không? Còn đây là TS-PCR. Và TS có nghĩa là type specific các anh chị, đặc hiệu cho chủng đó. Thì cái PCR này nó dựa trên cái sự khác nhau của cái đoạn gen đích O6, O7 của từng loại HPV. Người ta sẽ chạy khuếch đại cái đoạn gen đích này lên để người ta so sánh với lại cái đoạn gen chủng đã có sẵn, xem cái chủng đang nhiễm có phải là cái chủng người ta đang tìm kiếm hay không nha các anh chị. Đây là các anh chị,
Thì đây chính là cái PCR thông thường, có nghĩa là sau khi chạy khuếch đại xong rồi thì người ta sẽ lấy cái sản phẩm sau, tức là cái thực ra trong thực tế là người ta xài một cái ống nghiệm hoặc là một cái ống nghiệm bên đó thôi các anh chị. Người ta sẽ cho cái bệnh phẩm vào trong đó và người ta sẽ cho các thuốc thử vào trong đó mà người ta được để vào trong cái máy lung nhiệt. Và sau khi chạy xong là người ta sẽ lấy cái bên đó ra lại và người ta sẽ đi làm cái thực hiện phương pháp điện di. Điện di các anh chị học rồi đúng không? Cái miếng này là cái miếng thạch anga nha, người ta đổ sẵn rồi đó. Trên đó người ta đục cái giếng các anh chị, đục cái giếng đâu rồi? Người ta đục cái giếng đây nè, giếng giếng nằm phía bên trên này nha. Người ta đục cái giếng các anh chị. À, khi đục cái giếng là bắt đầu người ta sẽ nhỏ, ở đây là cái thang chuẩn. Cái hàng phía ngoài cùng là cái thang chuẩn. Thang chuẩn là cái khang mà sẽ có những cái dải ADN với kích thước biết trước xác định rồi. Và trong đó giả sử mình muốn chẩn đoán mà mình muốn chẩn đoán HPV 16 đúng không các anh chị ạ? HPV 16 thì mình phải nhỏ vào đó ít nhất một cái đoạn, một cái mẫu, một cái thang ADN chuẩn mà phải có một cái đoạn kích thước ADN nặng 322 nu hoặc là 457 nu để mình đối chiếu với HPV 16 18 chứ. Và đây là một mẫu bệnh phẩm này các anh chị. Cái này là cái thang chuẩn ha. Còn cái này là bệnh phẩm nè, bệnh phẩm của người bệnh, bệnh phẩm của người bệnh. Thì bệnh phẩm của người bệnh lúc này người ta chạy nè các anh chị, người ta sẽ sử dụng một cái chứng dương. Chứng dương nha các anh chị, chứng dương là một cái chứng là một cái mẫu biết trước đã có sẵn chủng HPV 16 trong đó và đang chứa cái đoạn gen dài 322 cặp nu. Rồi cái mẫu bệnh phẩm của hai người bệnh khác nhau, đây là mẫu số 1, đây là mẫu số 2. Thì người bệnh số 1 sẽ là người dương tính, còn người số 2 là người âm tính. Đây là đọc rất là dễ anh chị thấy không? Người số 1 âm tính, dương tính, người số 2 âm tính là bởi vì nó có vạch ADN tương ứng. Vạch này là cái vạch mà mẫu bệnh phẩm nó được khuếch đại lên hàng tỷ lần sau một chu kỳ, xin lỗi, sau một lần sử dụng máy PCR. Và tương tự như vậy mình sẽ có nhiều cái chủng khác nhau, người ta xác định hoàn toàn bằng TATS PCR ha. Và tất cả các kết quả mà các anh chị đang xem trên màn hình hiện tại đó chính là kết quả đã được công bố và được công nhận đưa vào trong quy trình xét nghiệm để chẩn đoán chính xác từng chủng HPV của một bệnh viện ngoài Hà Nội đó các anh chị. Này là một cái báo cáo của một cái bệnh viện ngoài Hà Nội người ta đã áp dụng rồi, rất là đơn giản các anh chị. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng một cái kỹ thuật là netted multiplex để anh chị chẩn đoán một lần trên cái mẫu mà đang nhiễm xem nó là chính xác là chủng nào, tức là người ta xài một lần nhiều cặp mồi, mình sẽ xài nhiều cặp mồi để mình xác định xem đó là cái mẫu đang nhiễm cái chủng nào một lần, chứ anh chị không phải đi xác định từng chủng một thì nó hơi lâu. Nãy là mình phải làm từng mẫu đúng không các anh chị, đây nè mình phải làm cũng cái mẫu đó mà mình phải đi so với từng chủng khác nhau. Ở đây là mình làm một lần luôn nên mà hàng 13 chủng mình sẽ xài một cái thang mình xác định cái 13 chủng luôn. Thì ở đây là một số kit chẩn đoán mà đã được thương mại rồi các anh chị, thương mại nghĩa là FDA nó phê duyệt rồi cho các anh chị sử dụng trên thị trường đó. Đây và những cái chủng này, xin lỗi, những cái kit thử này anh chị có thời gian thì anh chị cứ lên Google anh chị đọc thông tin của nó thôi, rất là đơn giản. Các anh chị mình đánh vô cái tên này, tại vì nó là tên thương mại rồi, đánh vào anh chị sẽ thấy thôi. Và nó sẽ có một số thông tin cơ bản mà nó được FDA phê duyệt, như là sử dụng để tầm soát sớm hoặc là sử dụng để chẩn đoán muộn hoặc là sử dụng để năm 2004 thì cái bộ Roscobat này nè các anh chị, cái bộ Cobas này nè là cái bộ mà được 2014 nha, thì được FDA phê chuẩn là một cái bộ kit được sử dụng để tầm soát HPV trên người lớn trưởng thành, tức là trên phụ nữ đó. Phụ nữ trưởng thành sau độ tuổi mà có khả năng bị nguy cơ ung thư cổ tử cung là sau 35 đó, các anh chị, là chủng mà được chẩn được được FDA phê duyệt. Ngoài ra xin lỗi, bộ kit được FDA phê duyệt. Ngoài ra mình còn những cái bộ kit khác cũng rất là nhiều thì anh chị đọc thêm sẽ biết ha. Cái này thì chẩn đoán vừa chủng 16 18 luôn nè các anh chị. Cái này cũng có thể chẩn đoán 16 18. Cái này thì đa phần là chỉ test nhóm thôi, tức là cho anh chị biết được nhóm nguy cơ cao hay nhóm nguy cơ thấp thôi các anh chị. Này cũng tương tự nè các anh chị, biết nhóm cao hay nhóm thấp thôi. Còn này thì cho mình biết được là chủng 16 18 có đang nhiễm hay không, tức là đang có nhiễm nhóm nguy cơ cao hay không mà có đang nhiễm chủng 16 hay 18 hay không nha các anh chị. Những cái bộ kit này do là thương mại nên không cần nhớ đâu. Mình qua một cái chủng virus thứ hai các anh chị, đó là HAV, Hepatitis A virus, hay cái viết tắt là HAV, tức là virus gây viêm gan A. Thì cái virus virus viêm gan A HAV này á, thì nó hay gây bệnh viêm gan cấp tính và nó lây truyền qua đường ăn uống nha các anh chị. Thì cái đặc điểm sinh học các anh chị tự đọc ha, và nó cũng là một cái hạt virus không có hoàn chỉnh, tức là nó không có đầy đủ hai bộ phận giống như cái cấu trúc lúc đầu đã nói đâu các anh chị, mà chỉ có duy nhất đó là cái lõi thôi. Cái lõi này sẽ được bao bọc bởi cái protein cáp xích phía bên ngoài nè các anh chị thấy không, và phía bên trong đó chính là một cái bộ gen. Bộ gen này nó bao gồm chính là một sợi dương ARN và được gắn bởi một cái đầu, đó chính là một cái loại lipoprotein các anh chị. Đây nè, cái cục này nè,
Và nó có hình dạng là hình lục giác, anh chị xem thử đây, cái hình dạng thôi, nó này nói thêm chứ cũng không có cái gì mà nó đặc trưng đâu. Rồi, sức đề kháng chị tự xem cho biết ha, cái này cũng không có hỏi thi bởi vì nó thuộc về nuôi cấy, nên cái sức đề kháng này là cái thông tin cần thiết để lỡ cho anh trường hợp mà các anh chị muốn gọi là anh chị muốn ly trích một cái chủng, xin lỗi, một cái chủng, đúng là một cái chủng HAV mà bị nhiễm trên tế bào gan của người đã, các anh chị để anh chị nuôi cấy và anh chị thử thuốc hoặc là các anh chị nghiên cứu gì về nó đó, thì anh chị phải lưu ý nó có sức đề kháng thì các anh chị đưa nó ra khỏi tế bào gan nha, thì nó sẽ sống được trong những trường hợp giống như vậy, thời gian bao lâu, điều kiện nào, ghi hết trong này cho các anh chị rồi. Và do cái cấu trúc khá là đơn giản của HAV như vậy và nó chỉ có duy nhất một cái vỏ protein capsid phía bên ngoài, cho nên khi mà nó nhiễm vào trong cơ thể của người bệnh, các anh chị người ta nhận thấy gần như nó chỉ có một loại kháng nguyên chung duy nhất, đó là HAAR, đồng nhất trên tất cả các loại HAV. Và do cái lớp kháng nguyên chung của protein capsid là một cái vỏ phía ngoài như vậy á, cho nên khi nhiễm vào trong cơ thể người bệnh, nó đóng vai trò là một cái tín hiệu của kích hoạt hệ miễn dịch của người để tạo nên những cái kháng thể đáp ứng lại. Và những cái lớp kháng thể các anh chị mình cũng được học rồi đúng không, mình có lớp 5 lớp kháng thể đúng không, và trong xét nghiệm virus học người ta sẽ quan tâm tới hai cái lớp kháng thể nhiều nhất, chính là lớp R và lớp M, các anh chị, lớp R và lớp M. Và trong hai lớp kháng thể này các anh chị thì cái IgM nó sẽ xuất hiện trước, nó sẽ xuất hiện trước và nó sẽ nhanh chóng giảm 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 mạnh trong máu của người bệnh và không tìm thấy nữa. Còn cái IgG thì nó xuất hiện muộn hơn sau đó và nó tồn tại rất lâu trong máu của người bệnh, các anh chị. Và tuân theo cái nguyên tắc này, chút nữa mình sẽ thấy có những cái xét nghiệm huyết thanh học để mình tìm kiếm những kháng thể hình thành sau khi nhiễm virus trong máu người bệnh đó. Nó sẽ có những cái khoảng thời gian nhất định để cho các anh chị đọc được kết quả chính xác dựa trên cái thời gian xuất hiện của IgM và IgG này, các anh chị. Được không? Khả năng gây bệnh này mình tự đọc ha, dịch tễ là lây lan qua đâu thì mình đọc thêm cho biết nè, lây lan qua đường tiêu hóa là đường ăn uống đó, các anh chị. Vậy thì lúc này để chẩn đoán AV trong cái xét nghiệm lâm sàng đó, thì người ta làm sao để tìm, bây giờ các anh chị người ta có hai cách, một là mình sẽ tìm trực tiếp xem người bệnh nó có nhiễm HIV hay không. Tìm trực tiếp có nghĩa là các anh chị phải đi tìm được những cái nơi, những cái mẫu bệnh phẩm mà con HIV đang trú ngụ và các anh chị phải soi và nhìn thấy cho bằng được con HIV này. Và khi chẩn đoán trực tiếp là một là mình sẽ soi kính hiển vi để mình tìm hình ảnh học của HAV trong mẫu bệnh phẩm bằng cách là quan sát trong kính hiển vi điện tử, còn không thì các anh chị sẽ tìm kháng nguyên của nó, các anh chị tìm kháng nguyên của nó nha, tức là có HAV hoàn chỉnh với vai trò là kháng nguyên đó. Thì cái mẫu bệnh phẩm trong trường hợp này mình có thể sử dụng đó là mẫu phân, bởi vì trong quá trình mình ăn uống đó, thì cái mẫu nhiễm phải nó có thể được đào thải qua đường phân các anh chị, hoặc là lấy một cái mẫu gan mình tìm. Thì mình sẽ có hai kỹ thuật, một là mình sẽ nuôi cấy, tức là mình lấy cái mẫu bệnh phẩm đó mình đưa vào trong những cái môi trường nuôi cấy phù hợp để cho con virus này nó tăng sinh lên, và mình sẽ soi kính hiển vi điện tử các anh chị đây. Thì đây là hai môi trường nuôi cấy của cái chủng AV. Còn không thì các anh chị có thể lấy trực tiếp mẫu phân là mẫu bệnh phẩm là gan, các anh chị soi trên kính hiển vi điện tử để các anh chị tìm những hình ảnh của những cái hình cầu tỏa sáng phát quang giống như vậy. Đây, đây chính là hình ảnh dưới kính hiển vi điện tử nè, đây là một con HAV. Còn không thì các anh chị có thể chẩn đoán trực tiếp bằng cách tìm con virus HAV trong mẫu gan của người bệnh hoặc là trong mẫu phân của người bệnh bằng kỹ thuật miễn dịch hình quang hoặc là kỹ thuật miễn dịch phóng xạ. Thì hai kỹ thuật này nó cũng dựa trên nguyên tắc của phản ứng kháng nguyên kháng thể. Và lúc này các anh chị đang cần tìm là cái gì? Anh chị đang tìm virus trực tiếp, chính là tìm kháng nguyên trong trong bệnh phẩm. Vậy thì thuốc thử của mình lúc này sẽ là thuốc thử có chứa kháng thể chống lại cái kháng nguyên của virus này các anh chị. Thì mình xem thử các kỹ thuật ha. We will learn about immunosuppressants. Đây chính là kỹ thuật hình quang các anh chị. Immunosuppressants is a staining. Miễn dịch hình quang thì lúc này mình sẽ sử dụng các thành phẩm của mình có chứa kháng nguyên của virus. Và cái kit thử của mình là cái thuốc thử, các anh chị, thuốc thử của mình sẽ có chứa kháng thể chống lại kháng nguyên của virus, và trên kháng thể này sẽ được gắn sẵn những cái chất phát hình quang. Only specific parts or molecule are stained or labeled. This molecule can be present on the surface of that particular cell or Spy là bề mặt đó, các anh chị, cái lớp protein phía ngoài á, so và bên trong là cái lớp lõi các anh chị. Only specific parts or molecule of a particular cell. One thing we can check whether that particular molecule is present or not inside the cell. So we can check its presence.
And other thing, if that particular molecule is present in the cell, what is its exact location? Or you can say how it is distributed throughout the cell. Second unique feature of this particular technique is stains used. In this staining technique, special stains which are known as fluorescent stain or fluorochrome are used. This fluorochrome fluorescent chloroform có nghĩa là chloroform nghĩa là những cái phần phát hình quang các anh chị. Monoclonal ABS có nghĩa là kháng thể đơn dòng. Đây là các anh chị. Đây. Đây chính là một cái kháng thể, cái chơi này chính là cái kháng thể và được gắn chất phát hình quang. Anh chị thấy không? Để anh chị và để chút nữa anh chị sẽ trộn cái thuốc thử này vào trong cái mẫu bệnh phẩm của người bệnh, nếu có kháng nguyên nó sẽ kết hợp với lại cái phần này. Và nó sẽ được giữ lại trên cái giá đỡ mà các anh chị đang thực hiện xét nghiệm, bởi vì nó kết tủa thì các anh chị trộn vô cái bảo nào nó sẽ kết tủa ngay lập tức và nó sẽ bị giữ lại trên cái bề mặt mà các anh chị đang thực hiện xét nghiệm. Và còn tất cả những bộ phận còn lại các anh chị dùng nước các anh chị rửa trôi hết. Thì cái phức hợp kháng nguyên, kháng thể và cái phó chất phát hình quang này nó đang nằm trên cái bề mặt thực hiện phản ứng giá đỡ các anh chị. Lúc này mình đem mình soi so với tia UV thì nó sẽ phát cái bộ phận này nè, fluorescent này nó phát hình quang lên các anh chị thấy ngay lập tức. Two parts, that is the fluorochrome and the monoclonal. So for design part. Okay, nucleus. Đó, cái này chính là cái phần gắn với kháng nguyên. Cái bộ nhân của con virus các anh chị. The fluorochrome on the other excited with another. Đó, cái phần này chính là cái phần phát màu nè các anh chị. Đó, chính là những cái chỗ đốm đốm hình quang này chính là những cái chỗ mà người ta sau khi thực hiện phản ứng xong thì nó kết tủa lại nè. Nó tủa lại và nó giữ lại trên cái bề mặt, có thể là trên cái kính hiển, xin lỗi, trên cái lam kính. Lúc này mình sẽ soi kính hiển vi, xin lỗi, soi UV mình sẽ thấy nó phát hình quang lên. Đây cũng tương tự nè các anh chị. Và từ đó người ta sẽ chia ra thành hai nhóm nhỏ là kỹ thuật miễn dịch hình quang trực tiếp và miễn dịch hình quang gián tiếp. Thì nó đơn giản là gì nè, tất cả những cái phản ứng mà dựa trên kháng nguyên học á, kháng nguyên kháng thể á, các anh chị, nó đều tuân theo nguyên tắc đó, chính là cho phản ứng tạo ra giữa kháng nguyên hoặc kháng thể trong bệnh phẩm với thuốc thử có chứa kháng thể hoặc kháng nguyên ngược lại để tạo thành một cái kết tủa. Nếu trong trường hợp phản ứng được thực hiện một lần và các anh chị phát hiện kết tủa tạo ra, người ta gọi đó chính là phản ứng trực tiếp, được không? Các anh chị gọi là phản ứng miễn dịch trực tiếp. Còn trong trường hợp các anh chị sử dụng ít nhất hai kháng thể, có nghĩa là thực hiện hai lần phản ứng kháng nguyên kháng thể, có nghĩa là cái kháng nguyên số 1 cho phản ứng với kháng thể số 1 để tạo thành một cái phức hợp đầu tiên. Cái phức hợp này đóng vai trò là một cái kháng nguyên thứ cấp và sẽ phản ứng với một cái kháng thể thứ hai nữa, thì người ta gọi đó chính là phản ứng miễn dịch gián tiếp. Từ đó mình sẽ có miễn dịch hình quang trực tiếp và miễn dịch hình quang gián tiếp. Fluorescent antibodies directly bind to the target called fluorochrome. It is added. Mình thấy không? Bên đây là mình chỉ còn lấy kháng nguyên cho nó phản ứng trực tiếp với kháng thể có gắn chất hình quang là phát hiện ngay. Gián tiếp thì mình phải làm gì? Mình sử dụng thêm một cái kháng thể thứ hai nữa các anh chị. Đây nè. Đây chính là kháng thể số 1. Đây là kháng nguyên. Kháng nguyên cũng là cái mẫu bệnh phẩm đang có đó, các anh chị. Đây là kháng thể số 1. Kháng thể số 1 này thì không có gắn với lại chất phát hình quang, mà cái kháng thể số 1 này sẽ đóng vai trò là kháng nguyên của kháng thể số 2 và nó sẽ kết hợp với kháng thể số 2. Và tại sao người ta phải làm cái gián tiếp này chi vậy các anh chị? Để tăng cái tính đặc hiệu của cái phản ứng này lên. Anh chị hình dung không? Để tăng tính đặc hiệu lên mà các anh chị sẽ đỡ phải những gặp phải những cái sai số do những cái kết hợp khác á. Đây là thực hiện hai lần phản ứng nha. Đó, rất là nhạy, cái này nhạy hơn rất là nhiều, tức là chính xác hơn nhiều các anh chị. Chị thấy không, đây là cái lam kính người ta thực hiện phản ứng nè, người ta lấy cái mẫu bệnh phẩm của người ta nhỏ lên, sau đó lấy thuốc thử nhỏ lên, chờ cho phản ứng xảy ra bắt đầu người ta rửa. Rồi là bắt đầu đi soi kính hiển vi, xin lỗi, soi với lại tia UV. And after transferring that slice, the wax is removed with the help đó, of tủ liền lập tức. For that, for some time, many entered under. Thì cái nguyên tắc các anh chị. Đó, nhìn thấy rất là rõ luôn. So,
In this session, we will learn about this is not a comet present on the skin uniquely to fluorochromatin nuclear antibody. That is the phóng xạ chứ anh chị. Thì miễn dịch phóng xạ cũng tương tự giống như cái miễn dịch hình quang thôi. Thì thay vì cái kháng thể mình sẽ gắn chất phát hình quang thì lúc này kháng thể mình sẽ gắn chất phóng xạ. Chất phóng xạ này sẽ được đo trở lại sau khi các anh chị thực hiện phản ứng. Và nguyên tắc ở đây có nghĩa là lúc đầu thì nồng độ chất phóng xạ rất là cao. Nhưng khi bắt đầu có phản ứng xảy ra và các anh chị rửa trôi đi á, thì một cái phần chất phóng xạ sẽ được giữ lại bởi các kháng nguyên trong mẫu bệnh phẩm. Và khi các anh chị đo lại nồng độ của chất phóng xạ ban đầu thì nó sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì nó bị phản ứng với lại cái kháng nguyên của mình rồi và nó giữ lại trong cái môi trường. Then one more amino it be anything. It can be hormone, it can be serum protein in 1960. And for this work, they also received này đạt giải Nobel năm 1960 nha các anh chị. 1977. But unfortunately, after the death of person, this technique is so sensitive that it can detect 0.001 microgram. Độ nhạy của cái xét nghiệm này có thể đưa đến cái ngưỡng gọi là cái này là cái ngưỡng phát hiện đó các anh chị là 0.0001 microgram trên ml mẫu thử rất nhỏ. ml of sample. So let us see how this technique Nobel năm 1977 nha các anh chị, được phát hiện năm 1960. 17 năm sau thì đặt giải Nobel. We have a serum sample and we want to find out the concentration of A antigen present in that particular sample. If we wish to do this, we must have three things with us. First is anti-A monoclonal antibody in the sample. These antibodies are generally prepared by hybridoma technology. Given is made up of radioisotopes like gamma or beta of hydrogen, that is the original form. So these three things. Đây là cái mẫu bệnh, mẫu huyết thanh của mình đang có chứa cái kháng nguyên A là cái mình đang cần chẩn đoán các anh chị hoặc là định lượng các anh chị. Và đây là cái kháng thể A, kháng thể chống lại cái kháng nguyên A này nè. Còn cái này là cái kháng nguyên A đã được đánh dấu rồi bởi một cái chất phóng xạ đó là tritium. Được không các anh chị? Còn đây là kháng nguyên A không được đánh dấu. A antibody, radiolabeled A antigen and unlabeled A antigens are very important if you want to find out the concentration of A antigen present in the sample. If we don't have these things, we cannot find the concentration. In the first step, a microtiter PET is taken, monoclonal antibodies. After this, are added to the well, but in the excess quantity. Now, what will happen if the concentration is kept high? Since there are large number of antigens, cái này là kháng thể nha các anh chị, còn cái này là người ta đang nói là cho cái kháng nguyên A đã được đánh dấu rồi, đã được đánh dấu chắc là bị phóng xạ rồi. All the antigen binding sites of antibodies will be saturated. ILC. Thì nó sẽ phản ứng đúng không các anh chị, nó phản ứng nó tạo thành một cái phức hợp. Is the situation antibodies and bodies or present on the antibodies have radiolabeled? Ở đây là có sẵn nha các anh chị, trong giếng này đang có sẵn 100% nồng độ của chất phóng xạ, tức là những cái tritium mà nó gắn trên kháng nguyên A này các anh chị đánh dấu sẵn này được kết hợp với kháng thể rồi. Lúc phẩm vào các anh chị, bệnh phẩm vào chính là cái mẫu của mình không có chứa chất phóng xạ, kháng cũng là kháng nguyên A mà không có chất phóng xạ. Là cái mẫu của mình cần chẩn đoán á. Đây đổ vào các anh chị. Thì lúc này sẽ có một cái sự cạnh tranh phản ứng kháng nguyên kháng thể xảy ra. Thì cái mẫu bệnh phẩm của mình đang có chứa kháng nguyên mà không có chất phóng xạ, nó sẽ gắn vào trong cái này, nó sẽ gắn vào trong đây nè các anh chị, nó đẩy cái nồng độ của chất phóng xạ này ra ngoài. Added only one nanogram of antigen. Đó, giữa hai loại kháng nguyên. Unbound but được không, các anh chị? Lúc này các anh chị bắt đầu chị rửa, anh chị rửa cái này thì có phải là nồng độ chất phóng xạ trong dính nó giảm xuống đúng không? Lúc đầu thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái phân tử kháng nguyên có chất phóng xạ, nhưng bây giờ nó bị cạnh tranh bởi hai cái mẫu bệnh phẩm của mình rồi nè. Now what is the situation this time? Well, antigen, the radioactivity. Đó, thì lúc này cái nồng độ chất phóng xạ sẽ giảm dần theo thời gian. Và cái lượng giảm dần của chất phóng xạ này chứng tỏ cho cái mẫu bệnh phẩm đang có kháng nguyên cần chẩn đoán. Và cái sự giảm của nồng độ phóng xạ này nó cũng cho mình biết được cái mức độ, cái nồng độ chính xác luôn á của cái kháng nguyên đang có trong mẫu bệnh phẩm.
So antigen, when 1 nanogram of unlabeled antigens were added, antigen to become 90% antigen, say 2 nanogram, and for 1 nanogram or different. Cái nồng độ của cái kháng nguyên A mà không có đánh dấu các anh chị, nó sẽ tăng lên từ từ. Và khi nó càng tăng nhiều thì nồng độ của chất phóng xạ trong cái giếng mẫu thử của mình nó sẽ giảm dần theo thời gian. What you see, can draw a limit, remember? Dễ đầu thị thôi các anh chị. We have how to determine concept. Now again, take my example. But there are A and, but according to the body, you know, added the sun. Được không? Cái nồng độ của chất phóng xạ đo được trở lại sau khi thực hiện phản ứng này, các anh chị mình sẽ đối chiếu lên trên đây, mình sẽ biết được ngay cái nồng độ của cái kháng nguyên trong mẫu thử là bao nhiêu đây. Rồi đó chính là những cái phương pháp mà mình chẩn đoán trực tiếp HAV ha, dựa trên cái việc là mình tìm trực tiếp con virus HAV này hoặc là mình chẩn đoán trực tiếp nó dựa trên phản ứng huyết thanh học. Ngoài ra mình có thể tìm gián tiếp dựa trên cái phản ứng tìm kháng thể của cái HAV này. Thì lúc này đã nói rồi các anh chị, cái loại protein capsid mà bao trực tiếp phía ngoài cái đoạn ren của HAV á, nó đóng vai trò như là một cái kháng nguyên bề mặt. Cho nên khi các anh chị nhiễm vào trong cơ thể của người bệnh, nó sẽ kích hoạt hệ miễn dịch tạo ra kháng thể. Lúc này người ta có thể chẩn đoán huyết thanh học để tìm kiếm gián tiếp sự nhiễm HAV bằng cách đi tìm kháng thể có bên trong cơ thể người bệnh. Kháng thể này thì nó sẽ có hai lớp, như nói lúc đầu cho các anh chị, tùy theo cái thời điểm, cái thời gian các anh chị nhiễm phải. Thì trong giai đoạn đầu mà các anh chị nhiễm HIV thì IgM sẽ xuất hiện rất là nhiều. Còn trong những cái giai đoạn về sau, tức là thời gian về sau thì IgG sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Và để tăng cái sự đặc hiệu của phản ứng lên thì người ta có thể xuất hiện thêm các cái bổ thể này đi kèm các anh chị, để cho cái phản ứng kháng nguyên kháng thể nó diễn ra chính xác hơn. Và cái phản ứng huyết thanh học này nó cũng tuân theo nguyên tắc, đó chính là sử dụng kháng thể trong máu của người bệnh, kháng thể trong máu người bệnh cho phản ứng với một cái mẫu thuốc thử có chứa kháng nguyên của virus có trước, tức là người ta biết trước rồi các anh chị, người ta tìm ra rồi các anh chị. Và nguyên tắc của phản ứng kháng nguyên kháng thể á, các anh chị, người ta gọi nó chính là phản ứng ELISA ha. ELISA là gì? Thực ra nó cũng giống như cái miễn dịch hình quang và cái miễn dịch phóng xạ lúc nãy á, các anh chị, nhưng mà nó khác ở chỗ này là sẽ cho màu, tức là thay vì các anh chị sẽ gắn chất phát hình quang hoặc chất phát phóng xạ vào trong cái kháng thể của mình, thì lúc này các anh chị sẽ cho một cái màu, một cái cơ chất có khả năng chuyển đổi màu vào trong cái kháng thể của mình. ELISA ha. Cái này cũng đã trẻ Nobel luôn á các anh chị. Ở ELISA này có thể sử dụng để phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu nha. Mình sẽ sử dụng nó để mình phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu. Nếu sử dụng để phát hiện kháng nguyên đặc hiệu thì có nghĩa là thuốc thử sẽ có chứa kháng thể. Còn trong cái bài lúc nãy mình học đó là mình đang tìm kháng thể, thì thuốc thử của mình sẽ sử dụng chính là kháng nguyên của virus. Và đây chính là cái kháng thể này các anh chị. Và đây chính là kháng nguyên của virus này các anh chị. Nó ngược qua ngược lại tùy theo các anh chị tìm kháng nguyên hoặc là các anh chị tìm kháng thể trong bệnh phẩm ha. Và trong kháng thể này thì các anh chị có gắn một cái cơ chất, một cái enzyme. Đây trên kháng thể này. Cái kháng thể này có khả năng gắn với một cái enzyme trong cái thuốc thử. Và enzyme này có khả năng chuyển đổi những cơ chất đang có sẵn trong mẫu thuốc thử thành một cái loại chất khác, mà làm thay đổi màu hoàn toàn các anh chị. Và enzyme này chỉ được hoạt hóa khi cái kháng thể này kết hợp với kháng nguyên rồi, và nó sẽ hoạt hóa cái enzyme này. Còn như mà không có sự kết hợp kháng nguyên kháng thể này thì enzyme không được hoạt hóa và không có sự thay đổi màu như các anh chị. Đó, phản ứng màu sẽ bắt đầu thay đổi này nhờ cái enzyme này được hoạt hóa, nó chuyển đổi cơ chất thành một cái màu khác. Và cái ELISA này thường người ta hay làm trên những cái giếng, một cái miếng nhựa trên đó có 96 giếng các anh chị, để người ta tìm cái sự những cái giếng nào có thay đổi màu đó. Bởi vì mình chạy một lần rất là nhiều mẫu các anh chị. Ở bên trái là mẫu dương tính, bên phải là mẫu âm tính. Ở đây là những cái kháng thể có gắn sẵn enzyme.
Sau khi các anh chị rửa xong thì những mẫu nào đang có kháng nguyên sẵn thì cái phức hợp này sẽ được giữ lại. Và khi các anh chị cho cơ chất vào thì phản ứng màu sẽ bắt đầu diễn ra ở cái mẫu nào mà đang có phức hợp kháng nguyên kháng thể tạo ra. Đây nè, cơ chất cho vào thì chị thấy không? Bắt đầu cái này chuyển màu. Còn này thì không đổi bởi vì nó không có enzyme được giữ lại, các anh chị nó rửa trôi hết rồi. Và đó chính là nguyên tắc chính nè. Đó, khi mình thực hiện mình làm rất là nhiều giếng các anh chị. Có cái máy làm luôn nha. Và phòng bệnh mình tự lọc cái này em có thi các anh chị. Phòng bệnh thì virus nên không có thuốc đặc trị đặc hiệu đâu các anh chị. Đa phần mình sẽ phòng bệnh. Mà phòng bệnh thì có thể mình sử dụng vaccine. Mà vaccine này thì có thể là nhiều nguyên tắc theo nhiều cái kiểu khác nhau. Có thể là các anh chị xài những cái protein của con virus mà mình cắt nhỏ ra. Còn thì các anh chị có thể xài những cái đoạn gen đặc hiệu của virus mà các anh chị chế ra. Hoặc là các anh chị xài những cái virus bất hoạt các anh chị để cho kích hoạt hệ miễn dịch mình tạo ra những cái kháng thể chống lại virus. Để khi sau này mình nhiễm lại con virus đó nữa thì mình đã có kháng thể bảo vệ sẵn rồi. Và vaccine mà chống virus đó, vaccine mà để bảo vệ chống virus các anh chị thì nó có thời gian tồn tại nhất định, tức là mình phải tiêm nhắc lại nha các anh chị. Và mình qua cái chủng số 2 đó chính là chủng HPV. HPV thì nó sẽ có hai dạng hình thái học trong cái mẫu máu của người bệnh mà khi các anh chị lấy ra. Hai cái dạng đó người ta gọi là một cái dạng hình cầu. Nhưng một cái dạng hình cầu là một cái dạng mà nó không có gì trong bộ gen cả. Nghĩa là nó chỉ có cái lớp protein vỏ phía ngoài thôi các anh chị. Và một cái dạng tế bào virus, xin lỗi, một cái dạng hạt virus hoàn chỉnh đó chính là hạt DAN. Hạt DAN thì nó là một cái hạt virus hoàn chỉnh dài này. Cái dạng hình que này là các anh chị dài. Và đây chính là hình ảnh học mà khi người ta soi một cái mẫu gan bị nhiễm HPV dưới kính hiển vi điện tử. Mình nhìn rất là rõ các anh chị có dạng hình cầu rồi có dạng hình que này, hạt DAN nha. Và lý do tại sao lại hình thành những cái dạng này thì đó là do cái quá trình mà virus nó phóng thích ra khỏi cái tế bào gan bị nhiễm bệnh. Mà trong quá trình mà virus ở quá trình nhiễm trong thì mình nói sau nha. Quá trình sau khi virus nó tăng sinh lên các anh chị thì nó sẽ phóng thích những cái tế bào, xin lỗi, những cái con virus này đi ra ngoài máu của người bệnh và đi ra khỏi tế bào gan các anh chị. Thì quá trình phóng thích này thì nó có thể phóng thích chỉ là những cái loại protein mà do nó tạo ra các anh chị, là protein vỏ. Thì lúc này nó có thể tạo ra những cái loại protein vỏ hoặc là protein lõi và nó chỉ tạo thành hai cái hạt này thôi, dài 22, nó có đường kính 22 nanomet và những cái hạt không có lõi virus bên trong. Còn đối với những cái dạng phát tán của hạt virus hoàn chỉnh mà nó đưa luôn cả cái lõi gen đó các anh chị, đưa vào trong cái protein vỏ và nó đóng gói là thành cái hạt hoàn chỉnh, đó chính là cái hạt DAN này nè. Và còn cái dưới đây là chuyện gì xảy ra bên dưới trong tế bào gan mình nhìn thử ha. Lúc nữa mình sẽ nhìn một cái quá trình tăng sinh của virus viêm gan B thôi. Và đây là một cái cấu trúc hoàn chỉnh của HPV. Thì khi nhìn cái cấu trúc của HPV mình sẽ thấy ngay lập tức nó chính là một cái hạt virus có đầy đủ các bộ phận. Nói chung là nó lúc đầu thì các anh chị luôn đầy đủ luôn. Và đầu tiên là mình sẽ có cái gì đây? Thì mình sẽ chú ý tới những cái phần mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp trên cái xét nghiệm mà mình chẩn đoán HPV thôi các anh chị. Và lớp này ở ngoài là lớp vỏ, còn cái phần phía bên trong này đi vào trong là lớp lõi nè các anh chị. Vậy thì mình sẽ có lớp vỏ là cái lớp protein phía ngoài này, sẽ bao gồm có protein thùy lớn, protein thùy nhỏ. Hai cái loại protein này người ta gọi nó chính là kháng nguyên S các anh chị, HBsAg. Đây này các anh chị, HBsAg, kháng nguyên bề mặt được không các anh chị? Kháng nguyên này sẽ xuất hiện đầu tiên sớm nhất trong máu người bệnh khi virus nhiễm vào. Và tương ứng với đó thì kháng thể chống lại kháng nguyên bề mặt này cũng xuất hiện trước tiên luôn. Bởi vì khi nó được phóng thích HBsAg vào trong máu người bệnh thì bắt đầu sẽ sinh kháng thể thôi các anh chị. Tiếp tục, phía bên trong của dịch hòa tan của con virus này mình sẽ có những cái kháng nguyên hòa tan này các anh chị. Đó người ta gọi nó là HBeAg. HBeAg này sẽ tượng trưng cho cái sự tăng sinh của virus khi virus đang ở trạng thái hoạt động trong cơ thể người bệnh. Khi các anh chị nhiễm vào trong cơ thể người bệnh rồi, các anh chị mà quá trình tăng sinh đang diễn ra thì HBeAg này tăng rất là cao các anh chị. Và tiếp tục mình sẽ có cái lõi các anh chị. Cái lõi thì mình sẽ có gì đây? Lớp protein capsid. Thì lớp protein capsid này ở HPV người ta gọi nó chính là HBCAg, gọi là kháng nguyên lõi. Kháng nguyên lõi được không các anh chị? Kháng nguyên lõi này cũng tương tự, trong quá trình mà virus tăng sinh lên thì mình thấy nó xuất hiện mới nhiều, còn không mà ở trạng thái không hoạt động thì HPC này thấy rất là ít các anh chị. Và để đếm tải lượng virus và chẩn đoán chính xác là mình bị nhiễm virus với số lượng bao nhiêu các anh chị, lúc này người ta chẩn đoán gì trên cái bộ gen, nó là một cái sợi đôi ADN phía bên trong này đây. Người ta sẽ sử dụng kỹ thuật đếm tải lượng virus bằng PCR các anh chị, để mình đếm tải lượng virus ha, dựa trên bộ gen này.
để mình biết là virus có số lượng bao nhiêu, có trên cái ngưỡng nguy hiểm hay chưa. Bởi vì cái số lượng virus này nó tượng trưng cho cái trạng thái hoạt động của virus và tượng trưng cho cái giai đoạn gọi là có khả năng biến chuyển từ viêm gan thành ung thư gan. Nên mình phải đếm tải lượng virus ha. Và mục tiêu trong quá trình điều trị HPV, HPV này là gây viêm gan, nó gây viêm gan cấp tính và mãn tính nha các anh chị, gây viêm gan cấp tính và mãn tính. Và trong trường hợp bị nhiễm viêm gan mãn tính đó, thì mình bắt buộc phải kiểm soát cái số lượng virus này nằm dưới ngưỡng hoạt động, tức là dưới cái ngưỡng nguy hiểm mà virus nó sẽ gây ung thư đó. Bởi vì nếu các anh chị không dùng thuốc vài ngày để các anh chị kiểm soát cái tải lượng VL này xuống đó, thì virus có thể tăng sinh đột ngột. Và cái quá trình tăng sinh của virus này nó sẽ phá hoại các tế bào gan và gây ra tình trạng viêm gan rất là nặng và sẽ chuyển biến rất là nhanh thành ung thư. Chút nữa mình sẽ xem ở đằng sau sẽ có những cái sự thay đổi của huyết thanh học khi virus này nó hoạt động ở những trạng thái khác nhau. Rồi, đó là những thành phần chính ha, để chút nữa mình xem vào trong cái chẩn đoán thôi. Thì trong cái chẩn đoán người ta cũng dựa trên HBS, HBE, HBC và cái VL này để người ta biết được những cái giai đoạn khác nhau của virus khi nó nhiễm vào trong cơ thể của người bệnh. Ở đây mình tự đọc như các anh chị, nó cũng quan trọng là mình chỉ cần nhớ những cái điểm chính đây mình trả lời trắc nghiệm thôi, là mấy cái kháng nguyên và mấy cái tải lượng virus thôi. Còn những cái gì mà không liên quan mà thuộc về vi sinh học hoặc là một bệnh học hoặc là thuộc về điều trị dược lý thì mình quên đi, mấy cái đó không có hỏi bởi vì mình đang học xét nghiệm. Và đây là một cái hình minh họa này các anh chị thôi, những cái cấu trúc chung này các anh chị. Thì cái lõi phía bên trong là một cái sợi đôi ADN nè. Ở đây là cái protein capsid HBC nè các anh chị, ARE nè. Ở đây mình sẽ có HBS, ARE, còn cái hoạt này là cái nằm bên trong này nha các anh chị. HBG, HBE. Sức đề kháng xem thêm cho biết để cho các anh chị thấy được rằng là anh chị muốn phân lập HBV thì mình phân lập như thế nào. Nhưng thực ra HBV rất là khó nuôi nha các anh chị, và hiện giờ người ta cũng chưa có nuôi thấy được con HBV này luôn. Khi HPV nhiễm vào trong cơ thể người bệnh thì cái này là chu trình chung, có nghĩa là anh chị nhiễm virus nào cũng như vậy á, thì những cái quá trình sau đây sẽ bắt đầu diễn ra để cho con virus nó tồn tại và nó tăng sinh lên và nó nhân lên và nó đi phát tán tế bào trong khắp các mô khác trong cơ thể của người. Và cái điểm đến của cái HPV, HPV này, cái gì đó là trong tế bào gan, bên trên nó sẽ có một cái thụ thể tiếp nhận mà chị thấy là HBS, HSBR. Thì nhờ vào những cái protein bề mặt HBS ADN nó nãy, các anh chị nó sẽ kết dính lên trên cái hữu thể bề mặt này và sau đó sẽ xảy ra một cái sự gọi là sự hòa màng. Hòa màng tức là nó nhập bào đi vào bên trong đó các anh chị. Sau khi hòa màng rồi thì sẽ bắt đầu có hiện tượng thoát vỏ, tức là nó sẽ cởi bỏ lớp vỏ phía ngoài, tức là cái protein vỏ phía ngoài này, đây nè, cái lớp này nó cởi ra ngoài, nó thoát ra. Và nó sẽ phóng thích cái đoạn ADN nằm phía bên trong cái lõi ra ngoài. Đoạn ADN này sẽ đi vào trong nhân của tế bào ký chủ, tức là nhân của tế bào gan của mình đó các anh chị, và nó sẽ được chèn vào trong cái bộ gen của ADN người mình. Thì do ở đây là cái sợi ADN có sẵn rồi cho nên nó chỉ cần chèn thôi. Nhưng đối với những loại virus nào mà nó đang là sợi ARN các anh chị, ARN đó, thì bắt buộc nó phải chuyển cái ARN này thành ADN cái đã thì nó mới chèn vào được nha. Rồi sau khi ADN được chèn vào trong tế bào ký chủ rồi thì quá trình nhân lên của tế bào ký chủ sẽ tương ứng với quá trình nhân lên của con virus viêm gan B này, nhân lên cái đoạn gen của nó đó các anh chị. Đoạn gen ADN của virus sẽ được nhân lên cùng với đoạn gen của tế bào ký chủ và sau đó quá trình dịch mã diễn ra, transcription là dịch mã diễn ra để tạo thành các đoạn protein khác nhau của HBS, HBE và HBC, được không các anh chị? Thì trong quá trình tạo thành HBS hoặc là HBE các anh chị thì nó có khả năng đóng gói để phóng thích vào trong tế bào, xin lỗi, phóng thích vào trong máu luôn các anh chị, để tạo thành những cái hạt không hoàn chỉnh nè, là những cái hạt không có lõi. Hoặc là nó có thể đưa một cái đoạn gen nhất định nó cắt ra nè các anh chị, nó nhân cái đoạn gen của ADN virus nó đưa ra ngoài và nó đóng gói lại thành cái protein lõi nè, và nó kết hợp cái protein vỏ để tạo thành một cái hạt virus hoàn chỉnh, nên là các anh chị là hạt đan nó nãy á, được không các anh chị? Và trên tất cả những cái bước phản ứng này người ta sẽ có những cái thuốc để người ta điều trị HPV các anh chị, có nghĩa là mình sẽ xài cái thuốc là cắt đứt chỗ này, hoặc là cái thuốc cắt đứt chỗ quá trình phóng thích này, hoặc là cái thuốc cắt đứt chỗ quá trình chèn này các anh chị, được không? Là quá trình mà gọi là đóng gói đây nè các anh chị, nó cũng sẽ cắt đứt được tùy theo cái nhóm thuốc mà người ta nghiên cứu ra thôi, nó tuân theo cái quy trình nhân lên của virus các anh chị. Đây chính là ý nghĩa của những cái kháng nguyên trong tế bào trên trong cái hạt virus mà khi các anh chị có khả năng tìm ra nó, và nguyên tắc tìm ra nó thì lúc này đã nói rồi, anh chị có thể sử dụng kỹ thuật ELISA, tức là phản ứng kháng nguyên kháng thể. Trong trường hợp các anh chị tìm kháng nguyên, tức là anh chị chẩn đoán virus bằng cách là anh chị tìm kháng nguyên virus trong cơ thể người bệnh, thì các anh chị sẽ xài thuốc thử với thuốc kháng thể tương ứng.
Trong trường hợp mà các anh chị xài ở huyết thanh học để các anh chị chẩn đoán kháng thể sinh ra trong cơ thể người bệnh sau khi nhiễm virus thì các anh chị sẽ xài thuốc thử có chứa kháng nguyên. Nó ngược qua ngược lại thôi các anh chị. Thì đây là những cái kháng nguyên và những cái kháng thể tương ứng của virus HBV khi nó nhiễm vào trong cơ thể người bệnh. Khi nhiễm vào trong cơ thể người bệnh thì người ta thấy HBs AR sẽ sinh ra đầu tiên thì các anh chị. Nó rất là nhiều trong máu luôn các anh chị, cho nên mình sẽ rút máu mình chẩn đoán rất là lẹ các anh chị. Người ta gọi nó là kháng nguyên bề mặt. Cái kháng nguyên bề mặt này sẽ cho mình biết được là mình có nhiễm HBV hay không, và mình sẽ là nhiễm cấp tính hay là nhiễm mãn tính. Tại thời điểm ban đầu khi các anh chị xét nghiệm huyết thanh học ra mà các anh chị thấy HBs AR dương tính thì có nghĩa là anh chị đã nhiễm HBV rồi. Nhiễm, nhưng mà cái này là mình có thể là nhiễm cấp tính hoặc là nhiễm mãn tính nha các anh chị. Nhiễm cấp tính có nghĩa là mình sẽ căn cứ dựa trên cái tải lượng virus tại thời điểm đó nữa. Còn trong trường hợp mà HBs AR tại thời điểm mà anh chị chẩn đoán chị nhiễm rồi, sau đó 6 tháng các anh chị chẩn đoán lại nữa, tức là anh chị điều trị xong á. Nếu mà anh chị điều trị xong á mà anh chị xét nghiệm HBs AR lại mà nó mất đi á, có nghĩa là mình đã nhiễm cấp tính và mình đã hết bệnh rồi. Còn trong trường hợp mà các anh chị đã nhiễm cấp tính rồi, sau đó anh chị xét điều trị và các anh chị xét nghiệm lại sau 6 tháng đó các anh chị mà nó vẫn dương tính luôn thì có nghĩa là mình đã chuyển cái tình trạng nhiễm virus mãn tính rồi nha các anh chị. Tức là con virus nó đang ở trạng thái thể ngủ trong cơ thể người bệnh của mình luôn. Mà đối với HBeAR thì cho mình biết được cái sự tăng lên của cái virus nó có đang tăng sinh mạnh hay không để mình chẩn đoán cái khả năng lây lan của cái người đang bị nhiễm virus các anh chị. Và cũng căn cứ dựa trên cái HBeAR này để người ta dự đoán cái tỷ lệ mà cái đứa bé sinh ra từ một cái bà mẹ nhiễm HIV sẽ có khả năng nhiễm bao nhiêu phần trăm để làm chi các anh chị người ta sử dụng thuốc phòng ngừa. Và đây là một cái chủng virus mà người ta có thể khuyên những cái bà mẹ mang thai các anh chị trước khi sinh hoặc là trước khi mang thai nên xét nghiệm luôn cái chủng này. Để lỡ mà bà mẹ dính, tức là bị nhiễm hoặc là người cha bị nhiễm các anh chị thì sẽ sử dụng cách ngừa. Và khi bà mẹ nhiễm rồi các anh chị thì cái khả năng lây cho con cũng rất là cao và người ta có khả năng sử dụng thuốc phòng ngừa sau lây nhiễm các anh chị. Nghĩa là sẽ cho bà mẹ xài thuốc trong khoảng thời gian trước sinh và sau sinh đồ một cái khoảng thời gian nhất định nó có phát đồ các anh chị để ngăn ngừa nhiễm HPV cho con, lây truyền cho con các anh chị. Thì HPV này cho mình biết được rằng là khi nó dương tính các anh chị cũng như là virus đang tăng lên rất là mạnh nha. Tức là mình đang bị có một cái sự tăng sinh của virus trong cơ thể người á. Chút nữa mình sẽ có một cái bảng tổng hợp những cái chỉ số huyết thanh học này lại để mình nhận định. Còn cái HBCAR này là cái nguyên lõi bình thường mình sẽ ít được sử dụng trong chẩn đoán lắm các anh chị. Và sau khi nhiễm vào trong cơ thể của người bệnh các anh chị thì những cái kháng nguyên này sẽ bắt đầu tạo ra trong cái tế bào mô gan và được phóng thích vào trong máu của người bệnh. Và khi phóng thích vào trong máu người bệnh thì nó theo nguyên tắc thôi các anh chị. HBs đầu tiên, xin lỗi, các kháng nguyên nào xuất hiện đầu tiên thì kháng thể của kháng nguyên đó cũng sẽ bắt đầu xuất hiện đầu tiên các anh chị. Thì mình sẽ có ba cái loại kháng thể tương ứng với các loại kháng nguyên. Và khi mình xét nghiệm kháng thể HBs, tức là kháng thể bề mặt chống lại kháng nguyên bề mặt của virus HPV á, mà nó dương tính á, thì mình sẽ có một số trường hợp nhất định. Trường hợp đầu tiên là người bệnh đó đã bị virus rồi và đã hết rồi các anh chị, thì nó sẽ có kháng thể tương ứng tồn tại trong cơ thể người bệnh. Cái này trường hợp này nó cũng tự tự giống như là gì vậy? Anh chị tiêm vaccine rồi. Sau khi các anh chị tiêm vaccine là anh chị tiêm những cái loại kháng nguyên bề mặt đã được bị bất hoạt của virus vào trong cơ thể người bệnh thì cơ thể sẽ tự sản sinh ra kháng thể chống lại. Đó là hai trường hợp mà kháng nguyên kháng thể chống HBs sẽ dương tính. Còn kháng thể kháng HBe mà dương tính, các anh chị có nghĩa là anti HBe mà dương tính đó. Thì cái mức độ dương tính này cho mình thấy rằng là do HBe đang tăng, do virus đang tăng sinh trong cơ thể người bệnh, HBe đang sinh ra thì lúc này cơ thể sẽ đáp ứng trở lại bằng cách tạo ra kháng thể chống lại HBe. Và khi HBe, kháng thể HBe mà đang tồn tại và đang cao, các anh chị chứng tỏ là cho cái cơ thể người bệnh nó đang chống lại viêm gan. Hình dung đang chống lại viêm gan ha. Còn cái kháng thể lõi thì nó đặc biệt lắm, khi nó xuất hiện thì chứng tỏ là mình bị viêm gan mãn tính luôn các anh chị. Tại vì cái đó nó kháng thể của kháng nguyên của nó thì gần như khó phát hiện. Cho nên khi kháng thể bắt đầu xuất hiện có nghĩa là nó đã có kháng nguyên rất nhiều rồi các anh chị. Mà để dễ hình dung, anh chị nhìn vào cái hình này nè. Hình này sẽ minh họa cho các anh chị về những cái giai đoạn mà các anh chị bị nhiễm HPV tương ứng với sự thay đổi của các giá trị kháng nguyên và kháng thể trong cơ thể người bệnh các anh chị. Ở đây chính là kháng nguyên A, kháng nguyên bề mặt, các anh chị thấy không? Nó xuất hiện đầu tiên nè. Nó xuất hiện đầu tiên. Ở đây là HBs, kháng thể HBs nè các anh chị. Được không các anh chị? Tiếp tục, ở đây mình sẽ tìm cái kháng nguyên khác có không? HBe đã có nè anh chị thấy không? HBc là không bao giờ thấy, này nó lý do tại sao rồi nha các anh chị, nó nằm trong lõi nó rất là khó hình thành, nó rất là khó phóng thích trong máu người bệnh. Rồi HBs sẽ tăng lên đầu tiên,
và sau đó đến cái gì các anh chị, đến HBE, và sau đó đến cái gì các anh chị, đến anti HBC, và tiếp tục đến gì các anh chị, anti HBE, và cuối cùng đó chính là anti HBS. Vậy thì mình sẽ có một cái nguyên tắc là gì nè các anh chị, S E C là thứ tự xuất hiện của kháng nguyên HBB trong máu người bệnh. Và tương ứng như vậy thì mình sẽ có thứ tự ngược lại của kháng thể bắt đầu xuất hiện trong máu người bệnh theo nguyên tắc đó là C, E và S. Cái C này thì quên đi nha các anh chị. Xin lỗi, cái C này là kháng thể thì có nha, còn cái C bên đây thì quên đi nha. Được không các anh chị? Mình nhớ gì để mình biện luận cho nó dễ á. S, E, C là thứ tự xuất hiện của kháng nguyên, nhưng mà cái HB, C này thì rất ít thấy trong máu và ít được sử dụng. Và tương ứng như vậy thì mình sẽ có kháng thể chống lại những giai đoạn tăng sinh của virus khi nó nhiễm vào, tương ứng với những cái sự hình thành của kháng nguyên này nè các anh chị, thì mình sẽ có C, E, S. Thì mình sẽ có những cái giai đoạn nhất định để sẵn cho các anh chị đây. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ủ bệnh nè các anh chị, giai đoạn ủ bệnh. Giai đoạn cấp tính, giai đoạn cấp tính là giai đoạn mà khi các anh chị nhiễm phải thì các anh chị sẽ xét nghiệm ra được và anh chị điều trị hết mà nó qua luôn á, thì mình sẽ không bị nhiễm nữa. Còn như đây giai đoạn muộn là giai đoạn mãn tính nè các anh chị. Nguyên cái giai đoạn lần sau là giai đoạn mãn tính ha. Ở đây có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn cửa sổ, giai đoạn cửa sổ. Và dựa trên những cái bảng huyết thanh học thay đổi trong máu của người bệnh theo thời gian giống như vậy. Mình phải chú ý cái thời gian là cái tháng xuất hiện bên dưới nha. Cái tháng đó là tính từ thời điểm mà các anh chị tiếp xúc, anh chị bị nhiễm phải có HBV. Đây chính là cái thời điểm mà những cái kháng thể này nó xuất hiện. Cái đường này là đường thông là các anh chị. Còn đường trên đây là đường gì biết không các anh chị? Đường nền á, đường baseline á. Tức là cái thời gian mà các anh chị phát hiện được cái kháng thể hoặc cái kháng nguyên trong máu của người bệnh á. Để cho nó là dương tính đó các anh chị đây nè. Đó là độ 1 tháng nha. Độ sau 1 tháng nhiễm bệnh thì HBS ở đây nó mới dương tính được nha các anh chị đây nè. Được không? Và sau khi các anh chị thấy được cái sự xuất hiện của các loại kháng nguyên và kháng thể trong máu người bệnh theo thời gian như vậy rồi, các anh chị đã tin ngưỡng phát hiện là bao lâu rồi đó. Từ đó người ta sẽ xác định cái tình trạng nhiễm HBV của người bệnh đó dựa trên cái bộ xét nghiệm huyết thanh học. Bộ xét nghiệm huyết thanh học này bao gồm có gì các anh chị? Test kháng nguyên dương tính hay âm tính và test kháng thể dương tính hay âm tính. Và trong đây mình sẽ có những cái tình trạng của nhiễm HBV nhất định các anh chị. Đây là tình trạng tiêm chủng. Anh chị đã tiêm chủng phòng ngừa HBV rồi các anh chị, thì lúc này toàn bộ tất cả các chỉ số huyết thanh đều âm tính hết, duy nhất chỉ có kháng thể HBS array là dương tính. Và còn tình trạng nhiễm virus cấp tính là các anh chị, nhiễm virus cấp tính nghĩa là anh chị nhiễm phải và virus đang tăng sinh lên rất là mạnh và mình chưa có làm gì nó hết trơn các anh chị. Bởi vì nhiễm virus cấp tính thì mình sẽ tuân theo cái thứ tự nói nãy á, S E và C S các anh chị. Đó, thì mình sẽ bắt đầu biện luận, bên đây là kháng nguyên, bên đây là kháng thể nha. Thì khi các chị nhiễm virus cấp tính chắc chắn S sẽ tăng lên đầu tiên, đây dương tính, được không các anh chị? HBE thì nó có thể dương âm tùy nha, bởi vì anh chị đang nhiễm cấp tính thì cái này nếu mà nó tăng sinh lên thì cái này sẽ dương tính luôn, còn khi nó không tăng sinh thì có thể âm tính các anh chị. Rồi thứ tự xuất hiện của kháng thể thì có chưa, thì chắc chắn là kháng thể HBS này nó không có, bởi vì nó sau cùng. Anh chị đang nhiễm giai đoạn cấp tính, nghĩa là cái giai đoạn mà mới nhất, sớm nhất các anh chị, thì cái S này rất là khó sinh ra, nó còn chậm các anh chị. Còn cái CE này thì có thể xuất hiện nha, C và E thì có thể xuất hiện đây. Anti HBC, anti HBE bắt đầu có thể xuất hiện. Còn cái này ý muốn nói gì các anh chị? HBC là một cái kháng thể chống lại kháng nguyên lõi. Và do nó xuất hiện, các kháng nguyên lõi này nó đi vào trong cơ thể người bệnh, nó xuất hiện chậm nhất. Bởi vì nó xuất hiện chậm nhất nên lúc này các lớp kháng thể sinh ra nó cũng theo thời gian các anh chị. Thì theo thời gian, cái chỗ này đang muốn nói tới lớp kháng thể IgM chống lại kháng nguyên lõi HBC. Còn cái total này muốn nói gì các anh chị? Cả hai lớp M và G, cả hai lớp M và G tổng lại, tổng toàn bộ lại các anh chị. Còn trong trường hợp các anh chị ở giai đoạn cửa sổ, nghĩa là anh chị đã bị nhiễm virus cấp tính và các anh chị đã điều trị rồi và anh chị nằm trong giai đoạn cửa sổ là giai đoạn này nè các anh chị, đây giai đoạn cửa sổ, đúng không? Giai đoạn cửa sổ nghĩa là anh chị vẫn còn virus trong cơ thể người và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mãn tính đó các anh chị đây. Thì mình sẽ có giai đoạn cấp mà đã điều trị rồi thì mình sẽ có các kháng thể tương, tức là mình điều trị rồi thì lúc này HBS nó sẽ bị diệt hết toàn bộ trong máu người bệnh, các anh chị, nó không còn virus, nó không tăng sinh nữa. Mình đã điều trị rồi, anh chị hình dung không? Thì lúc này HBS nó mất hết trong máu của người bệnh thì lúc này cơ thể đã có chuyển qua giai đoạn có kháng thể rồi.
Lúc này các kháng thể nào mà trước giờ nó chưa có, nó sẽ xuất hiện hết trong máu của người bệnh, đó chính là kháng thể chống lại lõi kháng nguyên lõi và kháng thể chống lại kháng nguyên hoàn toàn, nó có hết luôn các anh chị. Mà còn mà nhiễm virus đã điều trị thành công, đã điều trị có nghĩa là anh chị nhiễm cấp tính mà các anh chị điều trị khỏi luôn đó nha, cái này điều trị khỏi luôn á, thì lúc này các kháng nguyên gần như mất hết trong cơ thể người bệnh luôn các anh chị, và chỉ còn tồn tại các kháng thể mà thôi. Thì các kháng thể đã cho thấy mình đã điều trị, đã nhiễm và đã điều trị rồi các anh chị, đó chính là anti HBs AR. Và trong trường hợp anh chị điều trị khỏi hoàn toàn thì tất cả các cái kháng thể của kháng nguyên lõi và kháng nguyên bề mặt, kháng nguyên hòa tan các anh chị nó cũng xuất hiện luôn các anh chị đây. Tức là ba loại kháng thể đều dương tính hết luôn, và tất cả các kháng nguyên đều âm tính hết luôn, nghĩa là mình đã điều trị khỏi rồi. Còn cái trường hợp cuối cùng là trường hợp nhiễm virus mãn tính, là cái trường hợp mà anh chị phải điều trị thường xuyên và phải uống thuốc liên tục các anh chị. Là cái trường hợp mà các anh chị đã nhiễm HBs AR trước đó rồi, anh chị điều trị hết rồi, nhưng sau đó các anh chị test lại HBs AR vẫn dương tính sau 6 tháng các anh chị. Nhìn đúng không? Là mình sẽ nhiễm virus mãn tính. Và trong trường hợp nhiễm virus mãn tính, các anh chị người ta còn thấy có một cái hiện tượng tăng lên của các kháng thể tương ứng của những cái kháng nguyên lõi và kháng nguyên hòa tan các anh chị đây. Nè. Và khi đã nhiễm virus mãn tính rồi, lúc này các anh chị phải đánh giá xem cái tình trạng nhiễm virus mãn tính của người bệnh đó đang ở giai đoạn nào. Thì trong nhiễm virus mãn tính, các anh chị nó có ba giai đoạn. Ba giai đoạn này anh chị bắt buộc phải điều trị và theo dõi. Và quá trình điều trị virus mãn tính, các anh chị, nhiễm virus mãn tính nó phải dựa trên một cái giá trị, đó chính là tải lượng virus và cái HBAR này, các anh chị. Để mình làm gì? Mình đánh giá cái mức độ nguy hiểm của con HBV đó, nó có đang hoạt động hay không, nó có gây ra tình trạng viêm hay không, và khả năng ung thư có bị xảy ra hay không, các anh chị. Nhìn lại ngay nè. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn dung nạp miễn dịch, các anh chị, có nghĩa là virus đang tăng, đang nhiễm virus viêm gan B rồi, và nó đang hoạt động và cơ thể của mình đang tạo ra miễn dịch chống lại nó, các anh chị, được không? Thì mình sẽ thấy là kháng nguyên hòa tan xuất hiện rất nhiều trong cơ thể người bệnh, đồng thời do virus đang tăng sinh, bởi vì tăng sinh và cơ thể mình đang chống lại mà, các anh chị, nên lúc này tải lượng virus đếm được rất là cao, nên phải chạy PCR nha. Và ở giai đoạn dung nạp miễn dịch này thì chưa có chuyện gì xảy ra hết, bởi vì virus thì tăng sinh, kháng thể tức là hệ miễn dịch đang chống lại, cho nên lúc này cái nguy cơ ung thư và tình trạng viêm gan rất là thấp. Rồi sau giai đoạn dung nạp miễn dịch thì lúc này quá trình hoạt động miễn dịch của cơ thể người sẽ bắt đầu diễn ra, các anh chị. Lúc này do virus đã tăng sinh đạt ngưỡng nhất định rồi, cho nên lúc này tải lượng đếm được nó gần như không có tăng nữa, nằm ở mức trung bình thôi. Và lúc này HBAR nó cũng dương tính luôn, các anh chị. Và cái tình trạng viêm và tình trạng nguy cơ ung thư ở giai đoạn này rất là cao, có nghĩa là sau khi dung nạp miễn dịch xảy ra là quá trình hoạt động miễn dịch đó, các anh chị, cơ thể mình chống lại á. Và giai đoạn cuối cùng của tình trạng miệng, của cái tình trạng nhiễm virus mãn tính là cái tình trạng này, cái này chính là điều trị nè các anh chị. Khi điều trị bằng thuốc là người ta mong muốn ở giai đoạn này nè các anh chị, được không? Tức là khi nhiễm mãn tính rồi và khi điều trị là phải dùng thuốc làm sao mà để nó nằm ở giai đoạn này. Và khi các anh chị đã nhiễm mãn tính và các anh chị điều trị rồi đó, thì lúc này mình sẽ trở thành người lành mang mầm, tức là mình cứ nhiễm hoài con virus đó và nó đang nằm trong cơ thể mình hoài luôn đó, các anh chị. Thì chắc chắn là mình phải dùng thuốc và mình đếm ra tải lượng virus, không phát hiện được, nằm dưới ngưỡng PCR, nằm dưới ngưỡng. Bởi vì virus không có tăng sinh nữa các anh chị, cho nên mình không có kháng nguyên nào trong cơ thể người hết trơn á. Và lúc này là nó đã trải qua cái giai đoạn điều trị và nó đang nằm ổn định rồi, lúc này kháng thể chống lại kháng nguyên hoàn toàn đã xuất hiện rồi các anh chị. Và ở cái giai đoạn mang mầm này thì gần như người bệnh ổn định, người ta ổn định các anh chị, người ta ít có khi nào bị viêm gan, bị tổn thương tế bào gan và khả năng ung thư nó không có diễn ra. Và trong tất cả những người viêm gan mạn thì phải uống thuốc để duy trì ở giai đoạn này. Và khi các anh chị test lại mà nó mà rơi vào giai đoạn này thì nguy hiểm nha, có nghĩa là khả năng ung thư rất là cao đó. Và đây là một số bộ kit phát hiện HBV trên thị trường các anh chị. Những bộ kit này thì được thương mại hóa rồi, thương mại tức là bán thành tên thương hiệu các anh chị, và những cái hãng nổi tiếng này chắc các anh chị biết hết rồi, Siemens, Roche, Abbott rồi đây. Đây là những cái bộ kit mà cổ điển, có nghĩa là hồi xưa mới phát hiện ra lần đầu các anh chị, thì cái ngưỡng phát hiện của nó thấp lắm. Tỷ lệ phát hiện rất là thấp bởi vì cái ngưỡng phát hiện nó cao á các anh chị, lúc này tỷ lệ phát hiện nó thấp hay còn là độ nhạy thấp các anh chị. Cho nên lúc này người ta sẽ xài những cái kỹ thuật mới cho những bộ kit mới là real time PCR với những bộ kit tân tiến hơn này các anh chị, của những hãng dược lớn này các anh chị. Và lúc này nó có độ nhạy rất là lớn, xin lỗi, độ nhạy rất là thấp. Và độ nhạy rất là thấp như vậy thì xin lỗi, ngưỡng phát hiện rất là thấp và độ nhạy rất là cao các anh chị. Và cái khả năng phát hiện của nó là độ khoảng 9 đến 50 thôi, UI trên ml thôi. Rất là thấp nha, ngưỡng rất là thấp và độ nhạy rất là cao. Còn ở trên này thì ngưỡng rất là cao và độ nhạy rất là thấp. Và ngoài ra các anh chị, người ta nhận thấy trong quá trình điều trị HPV mình sẽ có những cái chủng HPV nó đột biến.
tất cả những cái test huyết thanh học của mình được chẩn đoán dựa trên HBS, HBE hoặc là anti HBS, anti HBE và anti HBG, HBC đúng không các anh chị? Và những cái kháng nguyên và kháng thể này là dựa đến gì ạ? Bộ gen quy định để tạo ra. Thì những con virus này nó không minh lắm các anh chị, nó đột biến hết tất cả những cái đoạn gen mã hóa cho những cái HBS và HBE và HBC này luôn. Và nó tạo ra những cái đoạn HBE, xin lỗi, những cái loại protein HBC, HBS, HBE cấu trúc khác hoàn toàn. Và lúc này nó thoát khỏi những cái xét nghiệm huyết thanh học mình chẩn đoán không có được nữa. Tại vì những cái kháng thể mà các anh chị tạo ra trong cái kích thử, hoặc là những cái kháng nguyên các anh chị tạo ra trong cái kích thử các anh chị, nó là xài cho các con virus chuẩn. Còn những con virus đột biến thì cái bộ gen nó khác hẳn hoàn toàn rồi, cho nên cái đoạn protein tạo ra cho những cái loại kháng nguyên này và kháng thể này nó bị khác biệt so với bộ kích luôn. Và cho nên kích xét nghiệm không có ra. Cho nên khi các anh chị xét nghiệm có trường hợp tự nhiên xét nghiệm huyết thanh học HBS ADR âm tính, nhưng khi đếm tải lượng bằng PCR nó cao cực kỳ luôn các anh chị, và virus đang ở giai đoạn tăng sinh luôn. Lý do tại sao vậy? Là bởi vì con virus đó nó đột biến mất tiêu rồi, cái HBS ADR của nó hiện tại không phải là HBS ADR chuẩn nữa, cho nên xét nghiệm huyết thanh không thể phát hiện được. Được không các anh chị? Nên lúc này mình sẽ xài những cái bộ kit để mình chẩn đoán những cái chủng đột biến này nè các anh chị. Những cái này đã được cấp phép lưu hành rồi. Này coi cho biết thôi nha, tại vì cái này nó là tên biệt dược. À, xin lỗi, nó là cái tên thương mại. Khả năng gây bệnh mình tự đọc ha. Đây nè, nó có khả năng bình phục được nha các anh chị. Viêm gan cấp có thể trở thành mạng này. Lúc này đã nói rồi, các anh chị sẽ có một tỷ lệ người nhất định trở thành viêm gan mạng. Còn đa phần thì mình sẽ điều trị hết sau khi mình bị viêm gan cấp tính nhất định. Thời gian ủ bệnh rất là dài ha. Đây. Thời gian ủ bệnh này nó tương ứng với lại cái thời gian sinh ra kháng nguyên HBS. Ở đây nó là các anh chị 1 tháng nha. Một tháng trở về sau khi anh chị nhiễm thì lúc này cái kháng nguyên HBS ADR mới xuất hiện trong máu trên ngưỡng phát hiện của bộ kit nha các anh chị. Để đọc thêm cho biết hơn các đường lây truyền không có gì hết, cách phòng bệnh thôi. HBV là virus, cho nên khi các anh chị nhiễm thì anh chị sẽ có cách phòng bệnh. Nó lây qua 3 cái đường nhất định, thì lúc này mình sẽ phòng tránh dựa trên 3 cái đường đó thôi các anh chị. Còn vaccine này thì nó chỉ ngăn ngừa trong giai đoạn khi các anh chị còn kháng thể trong quá trình chị tiêm á. Khi kháng thể đã suy yếu rồi thì lúc này các anh chị bắt buộc phải tiêm nhắc lại nha. Khi định lượng nó kháng thể đất lại thì mình phải tiêm nhắc lại. Mà điều trị thì các anh chị có thuốc thôi. Thuốc thì sẽ là những cái nhóm thuốc đã nói lúc nãy các anh chị. Có thể là thuốc ngăn sự tiếp hợp, thuốc ngăn phóng thích, thuốc ngăn sao chép ADN, ức chế protea các anh chị. Và một cái chủng tiếp theo là chủng HCV. Thì do cũng là virus học, virus thôi các anh chị, cho nên nó cũng sẽ có 2 cái nhóm xét nghiệm cho nó HCV tương tự giống như những cái virus nói chung. Đó là test định lượng tải lượng virus bằng PCR sinh học phân tử, hoặc là các anh chị test huyết thanh học để tìm kháng nguyên hoặc là kháng thể của virus trong cơ thể của người bệnh. Thì đây là cái cấu trúc của cái HCV này các anh chị. Thì cấu trúc HCV nó là một cái hạt virus hoàn chỉnh gồm có lớp vỏ phía ngoài và lớp lõi phía trong. Lõi là từ cái hạt hình tròn này trở vào trong nha các anh chị. Đây lớp lõi, lớp vỏ phía ngoài thì mình sẽ có những cái protein O1, O2, protein O1, O2 và protein vỏ. Còn cái lớp lõi phía trong thì mình sẽ có protein capsid và một cái đoạn ADN, là một cái sợi, xin lỗi, là một cái bộ gen của nó, là một cái sợi đơn ARN các anh chị. Đây một cái sợi đơn ARN. Và trên cái đoạn gen này người ta giải mã, người ta cắt, người ta giữ thẳng cho các anh chị đây nè, 5'3' nè. Thì mình sẽ có những cái đoạn chính liên quan trực tiếp tới những cái protein mà mình sẽ sử dụng để mình định lượng các anh chị, xin lỗi, mình để mình xài test huyết thanh học các anh chị. Đó là những cái đoạn protein không có cấu trúc của protein này nè các anh chị. Những cái đoạn này thì mình sẽ chú ý tới những cái đoạn như là NS3, NS4 này nè các anh chị, là những cái đoạn mà người ta sử dụng để người ta chẩn đoán huyết thanh học HCV từ giai đoạn sớm các anh chị. Mình nhìn thử nè, đây AA này có nghĩa là ELISA các anh chị, nó tương tự với ELISA đúng không? Và nó sẽ là một cái phản ứng của miễn dịch học hình quang, sẽ là miễn dịch học mà nó chuyển màu của cái kháng của cái cơ chất á, nói như lúc đầu ở đi xa các anh chị. Vậy thì mình sẽ có rất là nhiều cái thế hệ của những cái chẩn đoán huyết thanh học. Thì cái chẩn đoán huyết thanh học này là mình sẽ đi tìm những cái gì đây các anh chị, mình sử dụng mình tìm kháng thể của virus trong cơ thể của người bệnh, và mình trong cái bộ kit của mình là mình sẽ sử dụng những cái kháng nguyên. Những cái kháng nguyên nha các anh chị, không có cấu trúc đã nói lúc nãy các anh chị, như là NS4 hoặc NS3 nè, đây. Và những cái cấu trúc của những cái kháng nguyên này khi nhiễm vào trong cơ thể người bệnh các anh chị, thì nó sẽ có một cái thời gian nhất định để tạo ra kháng thể tương ứng chống lại cái kháng nguyên không cấu trúc NS3 và NS4 này. Được không các anh chị? Thời gian nha, đây là thời gian.
Thì những cái thế hệ đầu tiên của những cái test viết thanh học, tức là cái test viết thanh học này có thể là các anh chị xài bằng cái giếng trong máy ELISA, còn không thì các anh chị xài bằng cái que test nhanh đó. Que test nhanh là cái que mà giống như các anh chị thấy test HIV hiện giờ đó, hoặc là test COVID hiện giờ đó, cái que giống vậy á. Thì trên cái que đó nó sẽ được rải sẵn cho các anh chị, đó chính là những cái kháng nguyên của virus đã được tách ra và đính trên đó. Và cái mẫu bệnh phẩm của mình chính là cái máu của người bệnh có chứa kháng thể chống lại virus. Và đối với cái thế hệ đầu tiên của cái test huyết thanh này thì phải sau 22 tuần anh chị nhiễm HCV thì cái kit này mới xài được các anh chị, bởi vì lúc đó kháng thể bắt đầu hình thành. Và do người ta thấy cái thời gian lâu quá thì lúc này bệnh nó có thể chuyển biến nặng và người ta không điều trị kịp các anh chị, bởi vì mình không phát hiện được thì sao điều trị được. Lúc này người ta chuyển qua những cái thế hệ mới bằng cách là người ta gắn thêm trong cái bộ kit đó những cái đoạn gen NS3 này để mình tăng cái thời gian, tức là mình rút ngắn cái thời gian phát hiện virus lại các anh chị đây. Thì lúc này trên cái bộ kit của mình thì mình sẽ bổ sung thêm những cái đoạn gen, những cái kháng nguyên lõi hoặc là kháng nguyên NS3, nó lúc nãy là kháng nguyên lõi, kháng nguyên này là các anh chị đây, được không? Mình bổ sung thêm những cái kháng nguyên NS3 là các anh chị, thì chỉ cần sau 2 tháng rưỡi, sau 2 tháng rưỡi các anh chị nhiễm HCV là các anh chị đã chẩn đoán được rồi. Nhưng cũng thời gian quá dài, 2 tháng rưỡi anh chị nghĩ không? Thì lúc anh chị nhiễm mà các anh chị phải ngồi anh chị lo lắng ở 2 tháng rưỡi quá lâu. Lúc này người ta bắt đầu cải tiến tiếp tục nữa về những cái thế hệ của kháng nguyên, xin lỗi, xét nghiệm thế hệ thứ 3 này các anh chị, xét nghiệm thế hệ thứ 3. Người ta sẽ xài hiếm gì các anh chị, người ta cấu trúc lại cái NS3 trên cái kit thử. Và lúc này cái thời gian phát hiện của cái này trên người bệnh chỉ độ khoảng 2 tuần nhiễm thôi. Nghĩa từ lúc mình nhiễm bệnh đó, tức là mình tiếp xúc với ý kiến nguy cơ đó các anh chị, thì mình sau 2 tuần nữa mình xét nghiệm là mình sẽ chẩn đoán được rồi, nó cho kết quả chính xác rồi các anh chị. Ngoài ra thì mình có thể xài những cái test đồng thời, những cái test, những cái que test đồng thời phát hiện cùng lúc HIV và HCV các anh chị. Và nhớ là đây là test huyết thanh, chẳng nói huyết thanh là dựa trên tìm kháng thể của HCV nha các anh chị, tìm kháng thể của HCV. Và sau khi các anh chị chẩn đoán bằng huyết thanh mà anh chị thấy nó dương tính rồi thì lúc này người ta sẽ đi chẩn đoán phân tử để người ta xác định lại các anh chị. Thì chẩn đoán phân tử là xài kỹ thuật PCR nói chung, tất cả virus đều xài PCR nói chung để chẩn đoán xác định lại các anh chị. PCR đây để mình chẩn đoán xác định xem có nhiễm HCV hay không và đếm tải lượng virus xem nó nhiều hay ít các anh chị. Là mình xài kỹ thuật real time PCR thời gian thật các anh chị. PCR đơn thuần là mình phải điện di hoặc là mình xài, là mình lấy cái sản phẩm sau khi chạy PCR mình phát hiện bằng một cái thuốc thử khác như là mình điện di hoặc là mình điện di trên reo để mình cho nó phát hình quang dưới UV. Còn real time PCR thì nó gắn sẵn những cái tín hiệu vào trong cái đầu dò rồi các anh chị, và anh chị chạy ra kết quả bao nhiêu thì máy tính nó tự đọc luôn rồi. Một cái chủng virus tiếp theo đó chính là HIV các anh chị, gần như là chủng cuối cùng rồi, phần cuối mình chỉ cập nhật về SARS-CoV-2 thôi. Chủng HIV này là một cái chủng gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, và cái người nhiễm HIV có một cái đặc trưng đó là tất cả những tế bào lympho T và B của người bệnh đó đều có chứa HIV trong đó, và cái đích đến mà của HIV nó tấn công vào là nó sẽ tấn công vào những cái tế bào này và làm suy giảm những tế bào này các anh chị. Khi những tế bào này bị suy giảm xuống thì hệ miễn dịch của người gần như bị mất hoàn toàn, và người bệnh đó rất dễ nhiễm phải những cái bệnh lý khác, người ta gọi là bệnh cơ hội. Và cái người bị nhiễm HIV bị chết không phải vì HIV mà bị chết vì suy giảm miễn dịch do những bệnh lý cơ hội khác mang lại. Và cho nên cái quá trình điều trị HIV là người ta sẽ làm sao mà để cho duy trì được cái hệ miễn dịch đó, và người ta đếm tải lượng virus phải nằm dưới ngưỡng bình thường. Và cho một cái người bị HIV mà khi tải lượng virus nằm dưới ngưỡng bình thường thì người đó sống khỏe mạnh bình thường, giống như là người đái tháo đường, không có chuyện gì khác cả các anh chị. Cho nên hiện giờ HIV là một cái bệnh không còn nguy hiểm giống như hồi xưa nữa đâu nha. Thì đây có hai chủng HIV các anh chị. Chủng số 1 thì người ta thấy nó có trên người, là chủng mà thấy trên toàn cầu hiện giờ các anh chị, tức là tất cả những người mắc HIV hiện giờ trên toàn cầu đều có HIV chủng số 1. Lần đầu tiên người ta tìm thấy HIV này là năm 1981 trên 5 người đàn ông. Và bắt đầu người ta phân lập cụ thể hơn thì được những cái chủng mới, đó là HIV số 1, xác định được nó. Ngoài ra thì trên những cái chủng động vật cũng có nhiễm HIV nữa các anh chị, đó là chủng số 2 này. Cái chủng số 2 này thì ít gặp hơn trên người ha, ít gặp hơn trên người và khả năng lây lan rất là thấp. Nhưng chủng số 1 này là chủng chủ yếu phổ biến trên người và lây lan rất là nhiều các anh chị. Và đây là một cái cấu trúc của HIV. Thì nó cũng là một cái hạt virus hoàn chỉnh bao gồm hai thành phần đã nói lúc nãy, là phần vỏ phía ngoài đây, tới đây. Cái này chính là phần lõi này các anh chị, nguyên cái này chính là phần lõi. Những bộ phận quan trọng của con virus này giúp cho mình
sử dụng để mình chẩn đoán nó bằng cái que test nhanh trong thị trường hiện giờ các anh chị. Và đó là những cái protein vỏ, cái kỳ này là các anh chị, đó chính là cái protein thùy, nó lúc nãy protein bề mặt đó. Cái này chính là cái độ chỗ mà nó sẽ bám dính lên trên cái thụ thể bề mặt của tế bào lympho để nó chui vào trong tế bào lympho của người mình đó các anh chị. Thụ thể bề mặt đó được không? Thì nó chính là đoạn Rb120. Cái protein Rb120 này chính là một cái loại protein sẽ tạo ra một cái kháng thể tương ứng trong máu của người bệnh để giúp cho mình chẩn đoán gián tiếp người bị nhiễm HIV sau một khoảng thời gian nhất định. Và ngoài ra mình sẽ còn có một cái protein xuyên màng, protein vỏ mà xuyên màng, đó chính là protein Rb41, cũng tương tự được sử dụng ứng dụng để mình chẩn đoán. Ngoài ra thì mình còn có một cái protein lõi các anh chị, protein capsid còn gọi là lõi á, chính là protein B24. Thì tất cả những cái kit thử của HIV mới nhất hiện giờ có khả năng phát hiện được một cái người nhiễm HIV bằng cái kháng thể chống lại B24 trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 ngày là nhờ vào trong cái B24 này nha các anh chị. Hồi xưa là anh chị phải đợi tới 3 tháng khi các anh chị xài cái Rb120 hoặc Rb41 này nè để các anh chị chẩn đoán một cái người nhiễm HIV đó, thì các anh chị phải đợi sau 3 tháng, 2 đến 3 tháng người bị nhiễm HIV đó. Nghĩa là anh chị tình cờ anh chị chậm phải kim tiêm, các anh chị bị xịt một cái dịch của một cái người nhiễm HIV vào trong mí mắt chẳng hạn, hoặc là vào một cái vết thương hở. Thì nếu anh chị xài những cái test huyết thanh cũ hồi xưa thì độ khoảng 2 đến 3 tháng này nè các anh chị, bằng hai cái này nè thì anh chị mới chẩn đoán dương tính, nó mới chính xác được. Nhưng những cái test huyết thanh mới hiện giờ các anh chị nó thêm vào trong đó bằng cái kit thử và phát hiện cái B24 trong máu người bệnh nè, kháng thể chống lại B24 trong máu người bệnh nè, giúp cho các anh chị phát hiện cái người bệnh rút ngắn thời gian lại chỉ độ khoảng 10 đến 15 ngày thôi, người ta gọi là thời gian cửa sổ đó, các anh chị. Và tiếp tục mình sẽ có một cái protein hòa tan. Đây là các anh chị thấy không? Cái cục màu vàng vàng này là protein hòa tan matrix nè. Và protein hòa tan này sẽ có hai loại là B17 và B18. Thì cái chủng HIV ở người chính là cái B17, còn cái chủng HIV số 2 thì là B18, căn cứ dựa trên cái protein hòa tan này để chia thành hai chủng HIV. À, tương tự như vậy trong cái phần lõi này của mình đó chính là một cái ARN của virus. Cái này virus HIV đặc biệt là ARN nha các anh chị. ARN ngược luôn á, ARN phiên bản ngược á. Thì sẽ dựa vào trong cái đoạn ARN này, người ta sẽ sử dụng để người ta đếm tải lượng virus bằng PCR. Trong quá trình mà điều trị dài ngày các anh chị, nhiễm virus này là mãn tính ha, và trong quá trình điều trị thì phải chạy PCR để đếm cái tải lượng virus là nhiều hay ít để mình biết được rằng là virus có đang ổn định hay không trong cái người điều trị đó, khi nhiễm mãn tính HIV này. Còn cái reverse transcriptase này là một cái loại enzyme đặc biệt thôi các anh chị. Thì những cái chủng nào mà những cái chủng virus nào mà có bộ gen là ARN phiên bản ngược á, thì bắt buộc phải đi kèm với cái reverse transcriptase này để giúp cho nó chuyển cái ARN phiên bản ngược thành ADN. Và sau đó nó mới chèn vào trong tế bào ký chủ được các anh chị. Rồi, đây là những cái thành phần protein chính thì các anh chị đọc ha. Đây là môi trường nuôi cái, đọc thêm cho biết thôi. Thì cái này người ta phân lập được HIV, cái anh chị bạn là người ta nuôi được để người ta thử thuốc và người ta đánh giá về những cái điều trị của HIV đó. Nên đọc cho biết thôi. Đây là những cái loại enzyme mà có trong một cái con HIV hoàn chỉnh để giúp cho nó có khả năng sinh tồn và lớn lên và tăng sinh được trong cơ thể của một người bị nhiễm HIV. Cái enzyme đầu tiên giúp cho nó chuyển ARN phiên bản ngược thành ADN, cái anh chị đã chèn vào trong bộ gen ký chủ, chính là cái enzyme phiên bản ngược này nè. Mình sẽ có những cái thuốc ức chế những cái enzyme phiên bản ngược này để mình điều trị. Ngoài ra mình sẽ còn có một cái enzyme nữa, đó chính là enzyme để cắt đứt một cái đoạn ADN nhất định trong tế bào ký chủ để chèn cái đoạn ADN mới tạo ra trên đây vào trong bộ gen ký chủ. Được không các anh chị? Thì mình cũng sẽ có những cái thuốc tác động lên những cái đích này. Hoặc là những cái enzyme phân giải chủ peptide sau khi quá trình phiên sao mã của ADN của HIV tạo ra những cái đoạn polypeptide nhất định đó. Protease này nó sẽ phân cắt những cái chuỗi polypeptide này để tạo thành những cái protein hoàn chỉnh như Rb120, Rb41, Rb24 nói nãy các anh chị. Rồi đây là vai trò của reverse transcriptase, mình xem cho biết thôi, cái này cũng có thí này học rồi. Này chỉ hỏi về xét nghiệm thôi các anh chị. Rồi đây là cấu trúc của HIV mà người ta cắt cho các anh chị với những cái loại enzyme nhất định nằm bên trên, bên trong cái lõi virus và những cái protein bề mặt đó. Đây, protein bề mặt nè. Ở này phân loại lúc mình đã nói cho các anh chị rồi, thì có hai chủng HIV1 và phổ biến trên toàn cầu, chủ yếu con người. HIV2 có ở động vật khỉ thôi, là do khác nhau cái bộ protein hòa tan matrix nó nãy B17 ở người, B18 ở động vật.
Và hai cái chủng khác nhau này với những cái tỷ lệ lây lan, khả năng mắc bệnh và thời gian ủ bệnh khác nhau hoàn toàn trên hai chủng, và trong đó chủng HPV1 là chủng nguy hiểm nhất các anh chị. Và đây chính là các giai đoạn mà virus HPV nó sẽ đi vào trong tế bào của một tế bào miễn dịch của một người và nó tăng sinh lên theo thời gian các anh chị. Nên đi theo các bước nó là các anh chị đi chang như HPV á. Giai đoạn đầu tiên là tiếp hợp trên bề mặt tế bào ký chủ thông qua cái GB120 nó là nát và nó sẽ gắn lên trên cái CCRX này. Các anh chị học bài cái gì quên rồi, bài thông tin thuốc và dược cảnh giác, bài của thầy Khôi có nói CCRX. Rồi sau khi nó dính lên trên, kết dính thông qua cái GB120 trên cái thụ thể này rồi trên bề mặt của tế bào miễn dịch các anh chị, thì lúc này nó sẽ bắt đầu có hiện tượng hòa màng để đi vào trong tế bào ký chủ. Rồi sau khi hòa màng thì bắt đầu sẽ thoát vỏ để phóng thích ra cái ARN phiên bản ngược. Và sau khi phát ánh hết ra cái ARN phiên bản ngược thì quá trình nhân lên trong tế bào ký chủ bắt đầu diễn ra. Và đầu tiên là từ ARN chuyển thành ADN và tích hợp vào trong tế bào ký chủ, bắt đầu dịch mã để tạo thành các protein cần thiết và tiếp tục nhân lên để đi xâm chiếm vào trong những tế bào miễn dịch khác ở lân cận, tức là phóng thích những cái hạt virus mới đi vào trong máu, đi vào trong để nó ăn vào trong những cái tế bào miễn dịch khác như là lympho B, lympho D, T đây này các anh chị. Đây, quy trình mô tả lại. Thì đối với cái sự nhân sơ đồ nhân lên này thì mình sẽ có những cái nhóm thuốc giúp cho mình can thiệp vào trong cái quá trình điều trị nè. Đây, nhóm số 1 là nhóm cắt đứt tiếp hợp này, nhóm số 2 là nhóm ngăn phóng thích này, nhóm số 3 là nhóm ức chế cấp protea chỗ này nè các anh chị, cấp protea chỗ này nè, ngăn thành các chủ bao liệt tiết cần thiết. Đây là cái vị trí thụ thể nó nãy nè các anh chị, CCR5 hoặc là CXCR4 nè, trên bề mặt của tế bào lympho T hoặc là lympho B các anh chị, hoặc là CD4 rồi đó. Thì cái đoạn GB120 nó nãy, cái protein thùy nó nãy các anh chị, nó sẽ kết dính trên bề mặt tế bào ký chủ thông qua cái thụ thể này. Đây là tế bào ký chủ nha, đây là tế bào HIV nè. Rồi khi nó kết dính lại thì hòa màng đi vào bên trong đó các anh chị. Thì mình sẽ có một cái nhóm thuốc là nhóm thuốc mà can thiệp vào trong cái vị trí này nè, ức chế quá trình tiếp hợp đúng không các anh chị. Thì con virus nó sẽ đột biến kháng thuốc bằng cách này luôn, bằng cách thay đổi cái điểm tích này nè các anh chị. Nên này mình đọc thêm biết thôi, virus lây truyền sao thôi. Mình chắc chắn là ai cũng biết là nó lây truyền giống như HPV vậy, HPV bò về các anh chị. Virus viêm gan B á, qua máu, qua sinh dục, qua mẹ sang con ha. Và thời gian ủ bệnh đây nè, có giai đoạn cửa sổ nha các anh chị. Tức là không có triệu chứng gì hết trơn, khi các anh chị nằm trong giai đoạn cửa sổ là mình không có triệu chứng. Và cái thời gian mà đáp ứng miễn dịch sinh ra như ta nói lúc nãy cho các anh chị, tùy theo cái thời gian các anh chị nhiễm và HPV mà nó sẽ có những giai đoạn khác nhau. Cái này trong bài của thầy Kho chắc có vẽ một cái sơ đồ về sự hình thành các kháng thể khi HPV nhiễm vào trong cơ thể người bệnh, anh chị xem thử ha. Thì tương ứng với những cái loại tôi nói lúc nãy cho các anh chị á, là GB120, GB41 hoặc là B24 á các anh chị, mà cái thời gian xuất hiện của những kháng thể trong máu người bệnh sẽ tính theo thời gian khác nhau để anh chị sử dụng, để anh chị chẩn đoán á. Thì thầy Kho có nói trong bài dược cảnh giác về thuốc điều trị HIV á. Và miễn dịch tạo ra các anh chị thì đa phần là chính là sự hình thành của kháng thể chống lại những kháng nguyên do virus đưa vào trong cơ thể người bệnh, như là chống lại GB120, GB41 các anh chị như nói lúc nãy á. Và khi cơ thể của mình có hiện tượng đáp ứng miễn dịch để tạo ra các kháng thể chống lại con virus này thì lúc này con virus nó cũng đột biến, nó tạo ra những cái cơ chế bảo vệ. Đây là cơ chế bảo vệ của virus nha các anh chị, để cho nó đột biến thuốc, đột biến và nó sẽ không, nó thoát khỏi những cái điều trị bằng thuốc của mình. Mình chẩn đoán cũng không có ra luôn các anh chị. Vậy thì lúc này mình sẽ chẩn đoán về bằng cách nào các anh chị, thì mình cũng sẽ tuân theo hai nhóm nguyên tắc thôi. Nhóm số 1 là mình sẽ xài phản ứng huyết thanh để mình tìm cái kháng thể của HIV trong máu người bệnh, hoặc là tìm chính con HIV trong máu người bệnh là tìm kháng nguyên, hoặc là mình xài kỹ thuật sinh học phân tử PCR để mình đếm tải lượng virus để mình chẩn đoán chính xác có nhiễm HIV hay không. Cái này là xét nghiệm gọi là xét nghiệm tầm soát, tức là test nhanh đó. Còn cái này là để cho các anh chị chẩn đoán xác định, chẩn đoán xác định và đếm tải lượng virus. Thì lúc này mình sẽ tìm kháng thể chống HIV. Chỗ này là xét nghiệm tìm kháng thể chống HIV. Thì các kháng thể chống HIV này nó sẽ được sinh ra trong máu người bệnh khi HIV nhiễm vào trong cơ thể người bệnh. Và những cái kháng thể chống lại các kháng nguyên của HIV bao gồm, đó là những kháng thể chống GB120 và kháng thể chống B24 nha các anh chị. Thì mình có thể xài cái kỹ thuật mà phổ điển nhất, mà bây giờ đang xài nhiều nhất luôn đó các anh chị, đó chính là ELISA, phản ứng miễn dịch kháng nguyên kháng thể.
Và cái phản ứng miễn dịch kháng nguyên kháng thể này hiện giờ các anh chị người ta không những chỉ làm ở trong phòng thí nghiệm đâu, mà người ta còn đưa ra cộng đồng để cho test nhanh nữa các anh chị, bằng cái que test, cái que mà dòng chảy bên đó các anh chị. Hoặc là các anh chị có thể tìm trực tiếp con HIV, tìm trực tiếp con HIV bằng cách là mình sẽ phân lập cái mẫu tế bào bị bệnh và mình soi kính hiển vi điện tử, hoặc là mình nuôi trên những cái tế bào ký chủ để mình cho nó tăng sinh và mình tìm nó. Còn không thì mình sẽ đếm trực tiếp qua HIV này, mình xác định chính xác có nhiễm hay không bằng cách phớt đại PCR cái đoạn ren đích của HIV trong máu người bệnh lên, được không các anh chị? Hoặc là các anh chị có thể tìm một cái kháng nguyên đặc hiệu trong máu người bệnh đã nhiễm HIV. Thì có HIV sau khi nhiễm vào trong máu người bệnh các anh chị, thì trong cơ thể người bệnh nó sẽ xuất hiện kháng nguyên B24 của virus. Cái kháng nguyên này xuất hiện rất giàu trong huyết thanh của người bệnh và với thời gian ngắn lắm các anh chị, như là khi các anh chị nhiễm thì nó xuất hiện trong vòng độ khoảng 10 đến 15 ngày nó có rồi. Và nhờ vào cái kháng nguyên này cho nên những cái kháng xin lỗi những cái xét nghiệm ELISA mà thế hệ mới hiện giờ đã chẩn đoán nhanh HIV các anh chị, nó trộn cái kháng nguyên này vào để tìm cái kháng nguyên này luôn, tức là tìm đồng thời kháng thể chống HIV và tìm luôn cái kháng nguyên B24 này trong máu người bệnh, tức là kết hợp cả hai ấy nha. Thì đây là những cái phương pháp huyết thanh học để các anh chị chẩn đoán nhanh và giúp cho mình sàng lọc HIV từ những người bệnh trong cộng đồng. Các anh chị nó có nhiều thế hệ lắm, ELISA thôi. Thì những cái thế hệ đầu tiên các anh chị là do nó phát hiện những cái đoạn kháng thể chống lại những cái protein mà nó không có đặc hiệu gì hết trơn á. Cho nên lúc này cái thời gian phát hiện này các anh chị thấy không? Cái kit phát hiện trong thời gian rất là ngắn, độ nhẹ và độ đặc hiệu cực kỳ thấp các anh chị. Và cái thời gian này anh chị muốn dùng đó là từ 3 tháng đổ lên. Sau khi các anh chị chuyển qua thế hệ số 2, các anh chị thì lúc này chỉ còn xuống 42 ngày, nghĩa là 42 ngày tính từ lúc mình phơi nhiễm thì cái xét nghiệm này mới cho chẩn đoán chính xác được, tức là kháng thể mới tạo ra. Mà đến cái thời thế hệ số 3, các anh chị thì người ta sử dụng các kit mà mình sẽ phát hiện đồng thời cả kháng thể lớp IgG và lớp IgM cho máu của người bệnh, giúp cho mình phát hiện độ khoảng 14 đến 21 ngày, nghĩa là 3 tuần các anh chị. Còn cái ELISA thế hệ số 4 này là các anh chị đó là phát hiện đồng thời kháng nguyên và kháng thể nha. Dùng các anh chị ba cái thế hệ bên trên này là mình chỉ đi tìm kháng nguyên của kháng thể của HIV trong máu người bệnh. Còn cái thế hệ thứ tư này là mình tìm đồng thời các kháng thể chống lại GB120, GB41, đồng thời mình tìm luôn các kháng nguyên B24 trong máu người bệnh luôn nha các anh chị. Cái bộ này là cái bộ hỗn hợp tại IgM nè và B24 nè. Và do đó cho nên cái thời gian rút rất là ngắn, các anh chị độ khoảng 15 ngày, nghĩa là từ 15 ngày mà anh chị bị phơi nhiễm, anh chị tiếp xúc với yếu tố nguy cơ là mình đã có khả năng biết được là mình có nhiễm HIV hay không. Chứ không bây giờ, hôm nay bây giờ mình dặm cái mũi kim, hoặc mình lỡ mình tiêm bệnh nhân, cái mình tiêm trúng mình đó các anh chị, mình phải hồi hộp 3 tháng trời, mình ăn mất ngủ 3 tháng trời để mình biết mình có nhiễm HIV hay không thì quá là lâu. Lúc này mình sẽ rút ngắn xuống bằng cái thế hệ thứ tư này. Và hiện tại trong thị trường hiện giờ các anh chị người ta kết hợp những cái ELISA thế hệ thứ 2 và thứ 3 này là các anh chị thành một cái que test ở dạng dòng chảy bên. Dòng chảy bên là cái que test giống vậy nè, ta giỏ có huyết thanh vào đây và cho nó chảy theo hiện tượng mau dẫn lên trên để người ta test nhanh tại chỗ một cái người có bị HIV hay không bằng cách kết hợp 2 và 3 nha. Còn cái 4 này thì đối với CDC của Mỹ các anh chị, nó có thể sử dụng kết hợp với ba cái xét nghiệm phía bên trên, ba cái ELISA phía bên trên bằng một cái thuật toán nhất định để mình xác định, để mình xác định luôn người đó có nhiễm HIV hay không mà không cần qua chẩn đoán PCR. Rồi sàng lọc nhanh là sàng lọc trong cộng đồng, hoặc là các anh chị có thể tự test ở nhà được. Những cái que test này hiện giờ bán rất là nhiều trên thị trường, các anh chị mình tự mua mình tự test ở nhà luôn, hoặc là mình test cho người thân cũng được. Và cái que này chỉ chính xác khi nó còn nguyên dạng nha các anh chị, mình không có cắt đôi que test để mình tiết kiệm nha, bởi vì anh chị cắt đôi là cái ngưỡng phát hiện nó không còn chính xác nữa. Đây chính là những cái que test dòng chảy bên này các anh chị, nó sử dụng bằng cái máu đầu ngón tay của người bệnh đó. Chỗ này cái vị trí nhỏ máu nè, vị trí nhỏ máu cho nó hiện tượng mau dẫn chạy lên, dòng chảy có nghĩa là nó sẽ theo hiện tượng mau dẫn, nó dẫn lên trên đây nè các anh chị, nó chảy từ dưới này nắm lên nè. Thì đây có hai vùng, vùng này chính là vùng kiểm soát của một cái mẫu đã có sẵn cái kháng thể, mình đang tìm kháng thể đúng không các anh chị, thì chỗ đó là người ta đã gắn sẵn những cái kháng nguyên chứa virus rồi các anh chị, kháng nguyên chứa virus rồi. Còn chỗ này thì không có gắn để mình tìm lại các kháng thể trong máu người bệnh các anh chị. Và khi các anh chị nhỏ máu vào bên trong á, thì lúc này hiện tượng huyết thanh nó sẽ nhảy, nó chảy lên trên. Thì những cái kháng thể trong máu người bệnh nó sẽ bắt đầu nó phản ứng với những cái kháng nguyên có bên trên cái vùng đệm này để nó tạo ra những cái vạch nhất định. Thì cái mẫu đó là cái mẫu dương tính. Mẫu dương tính là mẫu có cả vạch ở vùng trứng và vùng thử. Mẫu âm tính là mẫu chỉ có ở vùng trứng và không có ở vùng thử. Mẫu mà không có gì cả ở vùng trứng này nè các anh chị,
được gọi là mẫu không có hiệu lực, bắt buộc phải xài lại mẫu khác, tức là mình phải test lại một cái que khác các anh chị. Và cái thời gian que test này để định lượng chính xác, xin lỗi, để chẩn đoán chính xác phải phụ thuộc vào thời gian tạo thành kháng thể, được không các anh chị? Và cái thời gian tạo thành kháng thể đó phụ thuộc vào thế hệ của cái que test này mà anh chị đang sử dụng. Nên thì các anh chị cầm lên là các anh chị phải đọc xem nó là thế hệ của ELISA số mấy và cái thời gian cho các anh chị test chính xác là bao lâu sau khi mình phơi nhiễm. Và sau khi chẩn đoán chính xác, xin lỗi, sau khi cách thì sàng lọc nhanh bằng cái que test thế hệ 1, 2, 3 rồi các anh chị, thì lúc này người ta sẽ bắt buộc mình làm là một cái xét nghiệm xác nhận xem mình có nhiễm HIV hay không bằng cách sử dụng PCR. Các anh chị, mình đếm cái, mình sẽ đi tìm cái ADN của virus, loại ARN của virus có nhiễm trong máu người bệnh hay không. Đây. Thì những cái thế hệ đầu tiên người ta hay xài kỹ thuật đó là kỹ thuật Preston Loss, các anh chị, thì giúp cho mình biết được là có nhiễm hay không, âm tính hay dương tính, hoặc là không thể xác định được cái người đó có nhiễm virus hay không các anh chị. Và cái kỹ thuật này các anh chị thì đắt tiền nha, đắt tiền bởi vì các anh chị phải chạy PCR, đòi hỏi phải có máy và có dụng cụ và có kích thử và có mồi đủ thứ luôn, các anh chị, nó đắt tiền. Cho nên năm 2014 thì CDC đã ra một cái thuật toán cho giúp cho phép các anh chị kết hợp cái ELISA thế hệ 2 và 4. Tức là mình vẽ một cái bảng 44 vậy nè các anh chị. Xin lỗi, bảng 22 chứ, xin lỗi, bảng 22. Đây là ELISA 24 thì 24 có hay không để mình chẩn đoán á. Cái này cái thuật toán nó nằm sẵn trong CDC luôn, tức là chỉ cần những cái que test thông thường đã có thể xác định được rồi. Ngoài ra thì trong quá trình điều trị bằng HIV, điều trị với HIV hoặc là các anh chị chẩn đoán sự HIV, các anh chị để biết được cái mức độ nguy hiểm của bệnh, tức là nó đã tiêu diệt cái hệ miễn dịch mình tới đâu, các anh chị, người ta còn làm những cái xét nghiệm khác trên hệ thống miễn dịch của người nữa. Và người ta sẽ đo những cái tế bào tên CD4 này đây. Thì cái số lượng TCD4 này sẽ cho mình biết được rằng là cái mức suy giảm miễn dịch ở người đó là đã nằm ở ngưỡng nào, để cho các anh chị quyết định xem có nên sử dụng thuốc cho người bệnh đó hay chưa. Và sau khi bắt đầu điều trị rồi, các anh chị mình dùng thuốc rồi đó, thì để biết được rằng là người đó đang kiểm soát tốt virus, đã kiểm soát tốt tình trạng virus hay chưa, thì người ta sẽ dựa vào cái tải lượng virus này nè các anh chị. VL là có nghĩa là PCR để đếm tải lượng virus, để biết được rằng là người bệnh đang diễn biến theo chiều hướng tốt hay xấu, có đáp ứng với thuốc hay không. Và cũng dựa vào trong cái tài lượng virus này để mình biết được rằng những cái người HIV có đột biến kháng thuốc xảy ra hay không. Các anh chị, đột biến kháng thuốc nha, nghĩa là mình đếm cái này nó tăng lên nè, nhưng mà test huyết thanh học thì tìm không có ra các anh chị, không có thấy nó còn kháng thể nào hết trơn. Thì đây là một cái số kit được thương mại hóa giúp cho mình xác định chính xác có nhiễm HIV hay không bằng PCR, cũng giống như giúp cho mình định lượng được virus trong máu người bệnh là bao nhiêu các anh chị. Đây là tên của thương mại, xem cho biết ha. Sau đây cũng ghi sẵn là ai có thời gian về nhà cứ mở ra xem thôi. Trong đó sẽ ghi sẵn cho các anh chị về tấm tắt của những cái đặc điểm của bộ kit này, tức là ngưỡng phát hiện là bao nhiêu, là được cấp phép xài trong trường hợp nào, tầm soát hay là để chẩn đoán chẳng hạn. Cái bộ này là cái bộ thế hệ, cái này là cái bộ cũ nha các anh chị. Đây là những cái bộ cũ. Bộ cũ thì nó có một cái đặc điểm, đó là cái ngưỡng phát hiện nó rất là cao, cái độ nhạy của cái bộ này rất là thấp. Tại vì cái ngưỡng cao nghĩa là anh chị phải có một cái số lượng của những con virus nhất định nằm trên một cái giá trị nào đó thì anh chị mới xài được cái kit này. Và những cái thế hệ về sau các anh chị thì nó hạ thấp hoàn toàn cái ngưỡng phát hiện và làm cho cái độ nhạy của những cái xét nghiệm này trở nên cao hơn và chính xác hơn các anh chị. Đây là những cái đếm, những cái xét nghiệm PCR đếm là virus thế hệ sau nè. FDA theo chuẩn những cái kit mà có mặt trên thị trường, là những cái tên thương mại có sẵn rồi này các anh chị, độ nhạy cực kỳ thấp. Cho bộ kit có ghi sẵn độ nhạy cho các anh chị luôn á. Hình như là tôi nhớ không nhà mà tính trình độ khoảng 10 đến 50 phiên bản ARN của virus. Còn những cái bộ cũ thì độ khoảng hình như là 300-400 gì thôi. Và sẽ có một số virus HIV trong quá trình điều trị nó đột biến gen và nó trở nên kháng thuốc. Anh chị diệt nó thì nó phải tồn tại bằng cách nó chọn lọc, tự nhiên nó chống là nó sống thôi các anh chị. Nó sẽ đột biến kháng thuốc. Mà đột biến kháng thuốc thì nó sẽ thay đổi những cái đoạn trên bộ gen đích của nó để nó mã hóa ra những cái loại protein khác hoàn toàn và làm thay đổi cái protein GB120, cái cấu trúc của GB120 á, và hoặc là B24, nên lúc này những cái xét nghiệm huyết thanh học không còn xét nghiệm được nữa, anh chị xét nghiệm âm tính rồi các anh chị. Nhưng mà khi mình đếm tải lượng virus VL ra các anh chị thì nó cực kỳ cao luôn, tức là đếm cái ARN ra thì nó cao lắm, nhưng mà huyết thanh học chẳng có ra, nên nó đang đột biến kiểu gen rồi. Và lúc này FDA đã phê duyệt cho mình một cái bộ thuốc, xin lỗi, bộ kit có mặt trên thị trường để chẩn đoán những cái chủng virus đột biến này các anh chị, Virocet HIV1. Đây là cái nguyên tắc của cái bộ kit này để giúp cho mình chẩn đoán cái chủng đó này các anh chị.
Thì nguyên tắc của cái chủng này là nó sẽ khuếch đại cái bộ gen của cái con virus đang bị đột biến trong máu của người bệnh, trong cơ thể người bệnh lên, và nó đối chiếu với một cái bộ gen chuẩn. Bộ gen chuẩn này là một cái bộ gen có sẵn trong thư viện của Đại học Stanford các anh chị. Khi nó so sánh đối chiếu thì nó sẽ biết được cái sự sai lệch trong cái bộ gen của cái người đang nhiễm, và sẽ biết ngay có đột biến hay không. Và ngoài ra thì virus HIV nó còn một cái điểm đặc biệt là nó đột biến kiểu hình các anh chị. Đột biến kiểu hình thì lúc này mình muốn xét nghiệm chính xác đột biến kiểu hình này thì mình phải làm một cái thử nghiệm nó giống giống như là kháng sinh đồ các anh chị. Nên là mình sẽ là giống như kháng virus đồ vậy đó các anh chị. Thì mình sẽ chiết lấy những cái mẫu ARN virus đang bị nhiễm trong cơ thể người bệnh, và mình sẽ phát đại nó lên bằng PCR, sau đó mình sẽ cấy nó lên trên những cái đĩa thạch trong một cái môi trường tăng trưởng giống như đĩa thạch vậy đó. Bên vi khuẩn thì mình xài đĩa thạch đúng không? Nhưng bên virus này thì mình sẽ nuôi nó trên những cái tế bào ký chủ nhất định trong môi trường in vitro nè. Và có chứa sẵn những cái loại thuốc hiện diện rồi để mình xem là nó đang còn nhảy với các thuốc chống virus nào các anh chị. Người ta hay nói đùa là kháng virus đồ á, đại khái giống vậy á. Nên mình đọc thêm cho biết ha, phòng bệnh thì chắc chắn là anh chị phải an toàn là chủ yếu. Các anh chị vaccine thử nghiệm thì vaccine mà để chống HIV thì rất là ít. Thật ra là thử nghiệm thôi, chứ còn hiện giờ mà nó có hiệu quả hay không thì không thấy. Không có vaccine nào giúp cho mình phòng ngừa HIV các anh chị. Cho nên chủ yếu là mình sẽ tránh lây lan thôi và giữ an toàn cho bản thân thôi các anh chị. Các thuốc điều trị như nói lúc nãy đó, dựa trên cái chu trình tăng sinh của virus thì mình sẽ có những thuốc nhất định đây. Các thuốc điều trị nói lúc nãy đó rồi các anh chị đây. Thuốc này là thuốc ngăn tiếp hợp rồi đây. Thuốc này là thuốc ức chế tiếp hợp nè. Thuốc này là thuốc ngăn phóng thích nè. Thuốc này là thuốc ức chế protea nè các anh chị. Và thuốc này là thuốc ức chế viêm mãn ngược nè. Rồi cái bài tập này thì có sẵn trong slide thì các anh chị sẽ được gặp lại trong cái thi cuối kỳ của mình thôi. Thì sẽ hỏi là dạng những câu hỏi trắc nghiệm để các anh chị biện luận. Rồi thì cái này có sẵn những cái chỉ số của huyết thanh học, rồi các anh chị gần có kháng nguyên, kháng thể đo được và tải lượng virus, cái này là tải lượng virus ha. Và các anh chị dựa trên những cái tình trạng đó lúc nãy, đầu tiên là phải nhận định được tình trạng nhiễm. Rồi sau khi có tình trạng nhiễm rồi thì dựa trên cái tải lượng này để biết được giai đoạn của nhiễm mãn tính là ở đâu. Được không các anh chị? Khi mình khoan hãy nhìn vào trong cái tải lượng virus nha. Ủa, cái này giải sẵn cho các anh chị rồi. Và phần cuối của mình sẽ tập nhật cho các anh chị về cái SARS-CoV thôi. Cái này nói nhanh thôi, tại vì anh chị cũng quá là hiểu rõ về SARS-CoV, là bởi vì cái con virus này nó xuất hiện vào tháng 12 năm 2019, thế này cũng 2 năm mấy rồi các anh chị. Thì đây là một cái hạt virus SARS-CoV hoàn chỉnh, thì nó có một cái tên đặc biệt gọi là một cái tên chính của là tên Corona đúng không các anh chị đây. Corona này theo tiếng Latin có nghĩa là vương miệng. Tại sao được gọi là vương miệng là bởi vì cái con virus này nó có một cái hình thái như cái vương miệng, như các anh chị nhìn được cái hình đó này, giống cái vương miệng ở trên đầu không? Không? Được gọi là Corona virus là như vậy các anh chị. Và mình sẽ có rất nhiều chủng Corona virus khác nhau phụ thuộc vào cái bộ gen của nó nha các anh chị. Nhiều chủng lắm đó. Thì những cái chủng mà các anh chị hay nghe như là alpha, beta, delta, gamma đó các anh chị, nó khác biệt nhau do cái bộ gen thôi. Và cấu trúc chung của nó thì nó cũng là một cái hạt hoàn chỉnh bao gồm hai phần phần vỏ phía ngoài. Ở cái phần vỏ này thì mình sẽ có những cái loại protein đặc trưng cho nó các anh chị, bốn loại protein cấu trúc chính nha. Số 1 đó chính là spike protein, đây là các anh chị, hay còn gọi là protein S á. Được không các anh chị? Thì cái loại spike protein này nó sẽ giúp cho con virus này kết dính vào trong thụ thể của bề mặt niêm mạc phổi của mình, tức là đường khí quản của mình đó. Cái này nó sẽ kết dính vào trong cái thụ thể nè, cái này nè. Ngoài ra mình sẽ còn có cái protein xuyên màng. Đâu rồi? Đây, protein màng. Là protein M. Được không các anh chị? Mình sẽ còn có protein vỏ, là cái lớp vỏ phía trong đó các anh chị đây. Protein vỏ là cái này nè các anh chị. Protein E. Và protein nucleocapsid gọi là protein N. Protein N đây nè các anh chị. Protein N đâu mất tiêu, N đây nè. N là cái cục này nè. Nó đính trên cái sợi ARN của virus nha các anh chị. Ngoài ra thì mình sẽ còn có một cái loại enzyme đặc biệt, nó tồn tại dạng dimer hóa trên cái bề mặt của con virus corona này, chính là hemagglutinin estera, là một cái enzyme nha. Và cái enzyme này nó có khả năng kết hợp với lại cái protein S này để giúp cho tăng sự kết dính của con virus này vào trong thụ thể của tế bào ký chủ là niêm mạc phổi của mình đó các anh chị đây nè. Đó, nó giúp cho protein S dễ kết dính hơn và xâm nhập vào tế bào niêm mạc. Và những cái protein này hoàn toàn là do bộ gen quy định. Các anh chị đây chính là cái đoạn ARN của virus nè, chiều 5'3' từ trái qua phải nha đây. Mình sẽ có những cái đoạn gen ký hiệu cho những cái loại protein nhất định nè, đây E,
đoạn E đó để tạo ra protein E á, đoạn M, đoạn N, đoạn S thì là các anh chị được không? Đây là những thông tin thêm mà các anh chị đọc ha. Mình có rất là nhiều chủng ha, rất là nhiều chủng. Thì đây mình có những chủng như 229E, NL63, rất là nhiều các anh chị, nó khác nhau trên cái đoạn gen thôi, hoặc là OC43HKU1 nè. Đây là chức năng các anh chị, chức năng của những loại protein, những loại protein trên con virus SARS-CoV nói lúc nãy cho các anh chị rồi đó. Thì cái S này là giúp cho kết dính lên trên cái thụ thể của tế bào ký chủ. M là cần thiết cho sự lắp ráp của virus trong quá trình mà nó sao chép, nó phiên mã và nó sao chép phiên mã dịch mã, nó tạo ra những cái con virus tân sinh đó các anh chị, tức là những cái tế bào virus mới á. Thì cái M sẽ giúp lắp ghép những cái bộ phận nhỏ đó lại tạo thành một cái hạt hoàn chỉnh. Còn cái loại N này thì giúp cho điều hòa quá trình sao mã của cái đoạn ARN các anh chị. Còn cái HE này lúc nãy đã nói rồi đó, giúp cho cùng với S sẽ tăng cái tích kết, tăng cái sự kết dính của S trên cái thụ thể của bề mặt niêm mạc phổi các anh chị. E thì chưa có chức năng gì hết. Triệu chứng dấu hiệu của nhiễm SARS-CoV-2 các anh chị biết rồi đúng không? Mình sẽ có những cái triệu chứng nhất định các anh chị mà này chắc cũng biết rồi, đó là sốt nè các anh chị, đau đầu và đau nhức mình mẩy nè các anh chị, ho, đau họng nè các anh chị, có thể có thở ngắn, thở gấp, hoặc là các anh chị sẽ có những cái triệu chứng trên tiêu hóa như là buồn nôn, nôn và tiêu chảy nè các anh chị. Mà biện pháp phòng ngừa này Bộ Y tế cũng tuyên truyền rất là nhiều rồi, các anh chị 5K các anh chị, này chắc biết rồi đúng không? Và đây chính là cái vòng đời của SARS-CoV-2 khi nó xâm nhập vào trong cơ thể người bệnh. Nó cũng giống như con HIV và HPV hồi nãy á. Đầu tiên nó sẽ là tích hợp này các anh chị, đây mình sẽ có một cái thụ thể, chị thấy không các anh chị? Thụ thể ACE2 trên bề mặt tế bào niêm mạc phổi này các anh chị. Và mình sẽ có một cái tên MBRSS2, một loại protein xuyên màng của tế bào niêm mạc phổi á, thì nó sẽ được kích hoạt và nó giúp cho cái quá trình kết dính của ACE2 vào trong cái SARS-CoV-2 này nè các anh chị. Cái sự kết dính là thông qua protein S trong này được không? Này nó rồi, protein S đó gắn vào trong đây. Rồi sau khi được kết dính vào trong cái thụ thể ACE2 trên bề mặt niêm mạc phổi rồi các anh chị, thì lúc này nó sẽ bắt đầu có hiện tượng hòa màng, số 2 hòa màng. Và số 3 sẽ mở vỏ, tức là nó thoát cái lớp vỏ phía ngoài để giải phóng cái ARN của nó ra. Sau khi ARN được giải phóng ra thì nó sẽ phiên mã ngược để tạo thành sợi ADN hoàn chỉnh. ADN này sẽ được bắt đầu được chèn vào trong cái đoạn gen của tế bào ký chủ và được nhân lên cùng với lại tế bào ký chủ. Và từ đó những cái quá trình như là phiên mã, dịch mã để tạo ra các protein cần thiết, tức là những cái protein như là S, M, E, N nó lúc nãy các anh chị, để đóng gói những cái hạt virus hoàn chỉnh để phóng thích ra bề mặt niêm mạc phổi của mình. Và những cái xét nghiệm lâm sàng hiện giờ giúp cho mình chẩn đoán SARS-CoV-2 các anh chị, thì nó cũng chia thành hai nhóm chính thôi các anh chị. Một cái nhóm, nó hai nhóm thì hơi bị khó hình dung, mình nói luôn ba nhóm nha. Nhóm đầu tiên của các anh chị đó chính là cái nhóm xét nghiệm huyết thanh học mà mình sẽ đi chẩn đoán kháng thể, tìm kháng thể, nhóm xét nghiệm tìm kháng thể. Nhóm xét nghiệm số 2 là nhóm tìm ARN virus. Nhóm xét nghiệm tìm ARN virus chính là nhóm xét nghiệm của Western Blot này các anh chị. Xét nghiệm real time PCR này các anh chị, đây là cái nhóm xét nghiệm xác định là tiêu chuẩn vàng luôn các anh chị, giúp cho mình chẩn đoán chính xác cái SARS-CoV-2 á. Còn những cái xét nghiệm huyết thanh học giúp mình tìm kiếm các kháng thể đang nhiễm trong máu của người bệnh đã bị dính phải con SARS-CoV-2, đó chính là xét nghiệm dòng chảy bên, xét nghiệm ELISA hoặc là xét nghiệm huyết thanh học tìm IgM và IgM, là hai lớp kháng thể sinh ra sau khi mình nhiễm SARS-CoV-2. Những lớp kháng thể này là những lớp kháng thể sinh ra để chống lại những cái kháng nguyên nói lúc nãy á, SMNE á các anh chị. Ngoài ra mình sẽ còn một cái nhóm xét nghiệm số 3, đó chính là nhóm xét nghiệm kháng nguyên. Mình sẽ đi tìm trực tiếp kháng nguyên của virus trên bề mặt của dịch tị hầu các anh chị, tìm chính xác con kháng nguyên con virus đó luôn. Đó chính là nhóm xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Được không? Đó là ba nhóm xét nghiệm chính hiện giờ mà người ta xài nhiều nhất trong cái chẩn đoán SARS-CoV-2. Và trong cái chẩn đoán SARS-CoV-2 này thì những cái xét nghiệm như là kháng nguyên hoặc kháng thể nói chung là các anh chị chỉ giúp cho mình chẩn đoán nhanh thôi, chẩn đoán nhanh. Và khi các anh chị có chẩn đoán nhanh và đặc biệt là kháng nguyên này, là cái mới ra hiện giờ các anh chị, mà nó dương tính thì khả năng cao mình sẽ bị nhiễm ha. Xin lỗi, mình sẽ nhiễm SARS-CoV-2. Mình sẽ nhiễm COVID. Lúc này mình sẽ xác định trở lại bằng cái ARN thông tin, xin lỗi, PCR ARN như các anh chị.
Còn cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán và xác định xem có nhiễm SARS-CoV-2 hay không chính là cái PCR nha, PCR-RN đó. Thì cái phương pháp mà xét nghiệm real-time PCR là mình sẽ sử dụng cái mẫu virus, mẫu kháng nguyên của virus, tức là mình sẽ lấy luôn một con virus mà đang có chứa cái ARN của nó trong cơ thể người đó, các anh chị, tại những cái dịch mà mình có virus tiếp xúc, tức là dịch mũi, khoang mũi, hầu, tị hầu rồi các anh chị. Và mình sử dụng kỹ thuật PCR, lúc này đã nói rồi, kỹ thuật khuếch đại để mình tạo ra được nhiều cái bản sao của ARN của SARS-CoV-2 lên. Đây là cái mẫu bệnh phẩm mà mình lấy ra từ cái dịch tị hầu, các anh chị, nó sẽ có chứa virus trong đó. Đây, mình sẽ phân tán nó vào trong cái dung dịch đệm của cái mẫu chạy PCR để mình phóng thích cái đoạn ARN của nó ra nha. Đó, ARN được tinh khiết hóa đây nè, mình phải chiết ra được nha các anh chị, để tránh nhiễm, tại vì nếu anh chị chiết sai thì nó có khả năng bị dương tính giả, âm tính giả rất là cao. Đó, mình sẽ xài enzyme phiên mã ngược để mình tạo thành đoạn ADN, từ ARN chuyển thành ADN. Rồi từ cái đoạn ADN được làm mới mà tự tổng hợp ra trên cái đoạn ARN ban đầu, các anh chị, người ta bắt đầu chạy PCR. Nó đầu dò nha các anh chị, mồi gắn vào, đầu dò tìm được thì bắt đầu mồi gắn vào. Rồi quá trình bắt đầu diễn ra kéo dài. Tín hiệu được phát ra từ cái real time PCR, các anh chị, cứ một sau một chu kỳ mà các anh chị phiên mã, tức là nếu mà có cái đoạn đích thì cái mồi đó nó sẽ bắt đầu, nó đầu dò nó sẽ bắt đầu nó phản ứng và nó sẽ kéo dài ra một cái chuỗi ADN và nó phóng thích cái tín hiệu ra. Đó các anh chị, nếu mà qua quá trình mà nhiều chu kỳ hơn nữa thì cái đầu cái tín hiệu phát ra sẽ càng mạnh các anh chị. Này, còn trong trường hợp không phải là ADN virus này các anh chị thấy không, thì nó sẽ không gắn được, mà không gắn được thì tín hiệu sẽ phát hiện không ra. Đó các anh chị, trên cái đầu dò lúc nãy có một cái cục màu vàng phát quang các anh chị thấy không, đó nó sẽ bắt đầu phát hiện ra. Cái này là cái ngưỡng nha, ngưỡng phát hiện có nghĩa là khi một cái lượng đầu dò nhất định để tạo ra một cái số lượng phiên bản ADN, tức là số phiên lượng phiên bản sao của cái SARS-CoV-2 nhất định đó các anh chị, thì một cái lượng tín hiệu nhất định sẽ được phóng thích vào trong cái môi trường và mình sẽ thấy nó phát quang các anh chị. Đây là quy trình này các anh chị, lấy mẫu, mình chiết ARN, tạo ra ADN và cuối cùng đó chính là khuếch đại và phát hiện. Và đó chính là tiêu chuẩn vàng là cho giúp mình chẩn đoán cái SARS-CoV-2, chính là real time PCR ha.
Ngoài chẩn đoán chính xác còn giúp cho mình xác định cái tải lượng virus, và khi các anh chị đếm này, anh chị điều trị mà tốt á, thì cái tải lượng virus này sẽ bắt đầu tăng cao lên, tức là cái giá trị mình định lượng được á, cái real time PCR định lượng được nó trên 30 á các anh chị, nghĩa là virus đang giảm rất là thấp và nó sẽ tránh lây lan được và người ta có thể là xác định. Cái số 2 đó chính là xét nghiệm huyết thanh học, mình sẽ đi tìm kiếm kháng thể của virus SARS-CoV-2 trong máu của người bệnh. Kháng thể này hiện giờ anh chị có thể thực hiện, đó là mình sẽ xài bằng cái giếng mà có, tức là phản ứng ELISA trong giếng tại phòng xét nghiệm. Còn không thì người ta có thể test nhanh huyết thanh học bằng những cái que test giống như vậy đó. Đây, cái giếng này các anh chị. ELISA lúc này đã nói rồi đúng không các anh chị? Bây giờ thuốc thử của mình sẽ có những cái protein kháng nguyên S, kháng nguyên S nha, kháng nguyên S. Còn huyết thanh của mình sẽ có chứa kháng thể chống lại kháng nguyên S của SARS-CoV-2. Đó, mình sẽ bỏ vào trong giếng hết nha. Giếng này là giếng thuốc thử nha. Đây là kháng thể chống lại kháng nguyên S. Kháng nguyên S. Cái này là thí dụ các anh chị, ý là phản ứng kháng nguyên kháng thể là một cái sự kết hợp tương đồng của chìa khóa và ổ khóa. Thì cái này là thí dụ là cái hộp, cái nắp á, hộp vừa nắp vừa thì mới kết hợp được á. Cho nên khi nó kết dính rồi thì các anh chị rửa trôi á, thì những cái gì mà không phản ứng được thì nó sẽ bị trôi đi hết, còn những cái gì phản ứng nó kết hợp thì nó dính lại. Đây, chúng ta gắn sẵn trong giếng rồi. Đó, sau khi người ta rửa đi hết rồi các anh chị, thì lúc này người ta bắt đầu sử dụng những cái kháng thể có gắn enzyme phát hiện màu. Enzyme phát hiện tức là những cái enzyme mà có khả năng chuyển đổi màu trong cái giếng của mình ra. Đó, bắt đầu nhỏ thuốc thử, tức là cái dung dịch mà có khả năng chuyển màu bởi cái enzyme này nè các anh chị, bắt đầu nó đổi nè, chị thấy không? Thì những cái giếng nào mà có mẫu dương tính thì nó sẽ chuyển màu. Đây là những cái giếng dương tính, là mẫu người bệnh bị dương tính đó. Này chẩn đoán một lần thì 96 người luôn nha các anh chị. Còn những món này mẫu âm tính. Tương tự nó tuân theo nguyên tắc của ELISA nha, là nó lúc đầu á. À, cái này là xét nghiệm trong phòng lab, như là mình phải làm tại khoa xét nghiệm của bệnh viện nha. Còn cái này là định lượng kháng thể các anh chị, mình sẽ định lượng xem là đối với những cái người bị dương tính như vậy rồi thì lượng kháng thể là nhiều hết, để mình biết được rằng là lượng SARS-CoV-2 trong, tại vì kháng thể nó sinh ra tương ứng với là lượng kháng nguyên có trong cơ thể, kháng nguyên càng nhiều kháng thể sẽ sinh ra càng nhiều các anh chị. À, còn cái xét nghiệm huyết thanh học này là mình sẽ chẩn đoán nhanh trong cộng đồng nha. Mình sẽ xài bằng cái que thử các anh chị. Mình sẽ phát hiện hai lớp kháng thể IgM và IgG của con virus. Mình sẽ chích máu đầu ngón tay á, này giống như que test của HIV các anh chị. Do phản ứng huyết thanh học lúc này đã nói là ELISA, và cái test bằng que dòng chảy bên này là các anh chị, là dựa trên cái lượng kháng thể sinh ra chống lại kháng nguyên của SARS-CoV-2 trong máu người bệnh, cho nên nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian mà kháng thể tạo thành, tính từ lúc mà các anh chị nhiễm virus và đến khi cái lượng kháng thể nó nằm trên ngưỡng phát hiện ha. Chút nữa rồi cuối cùng mình sẽ có một cái tổng kết nữa các anh chị, để mình thấy được sẽ có những cái khoảng thời gian mà khi các anh chị xét nghiệm những cái huyết thanh học này nó sẽ dương tính là chính xác, hoặc là nó sẽ trở nên âm tính là giả hoàn toàn.
Và đây là que thử nha các anh chị. Mình sẽ nhỏ cái máu của người bệnh vào. Trong máu này chắc chắn sẽ có kháng thể lớp IgM và IgG sau khi các anh chị nhiễm SARS-CoV-2. Sau đó mình sẽ nhỏ dung dịch đệm, cái này là cái dung dịch mau dẫn, các anh chị nó dẫn cái huyết thanh kháng thể trong cái mẫu này lên này các anh chị. Đây, chạy lên trên. Thì trên cái que này nó sẽ có ba cái chữ là CMR, C có nghĩa là control là mẫu chứng. Xin lỗi, đúng là mẫu kiểm soát á, là cái mẫu nó sẽ luôn luôn có vạch nha, mẫu luôn luôn có vạch. Còn cái M và R chính là hai cái lớp kháng thể IgM và IgMR và IgM của cái kháng thể trong máu người bệnh nó xuất hiện tương ứng theo thời gian nhiễm. Cho nên là các anh chị thấy không, hai vạch luôn. Còn nguyên tắc của nó thì sao? Thì nguyên tắc nó sẽ tương ứng dựa trên phản ứng kháng nguyên và kháng thể các anh chị. Thì đây là mình đang tìm kháng thể trên máu người bệnh. Thì lúc này trên cái que thử đó nó sẽ gắn sẵn những cái chất mà có khả năng bắt dính những cái kháng thể này. Vậy cho nó là kháng nguyên protein bề mặt đó các anh chị. Còn đây là một cái test nhanh nữa các anh chị, nó cũng tự. Đó, IgA, cái test nhanh lúc này đã nói các anh chị. Thì IgM nó sẽ hình thành đầu tiên nha các anh chị, tính từ ngày đầu tiên anh chị nhiễm nè. Ngay khi mình nhiễm, ngay đầu tiên onset of symptom có nghĩa là khởi phát triệu chứng đó. Thì ngay đầu tiên các anh chị khởi phát triệu chứng thì IgM sẽ bắt đầu xuất hiện đầu tiên. Cái thời gian ủ bệnh của mình đây là 2 tuần anh chị thấy không? Là 2 tuần lễ là 14 ngày. Lúc này mình bắt đầu xuất hiện triệu chứng thì lúc này IgM nó sẽ bắt đầu xuất hiện và anh chị sẽ test được IgM nhanh. Sau 7 ngày sau đó nghĩa là 3 tuần sau khi các anh chị nhiễm bệnh đó, thì lúc này IgG bắt đầu xuất hiện nha các anh chị. Thời gian dưới nè. These antibodies can also be detected if a person has an infection without any symptoms. The COVID-19 antibody test is used to detect the presence of the anti-SARS-CoV-2 IgM and IgG antibodies in human whole blood, serum, or plasma samples by using a cassette-based systems. To perform a test, the cassette is placed on a level surface at room temperature. Then, one of the fingers is punctured with a lancet. Dropper is used to take several drops of blood. Then one drop is added into the cassette sample well. Drops of a buffer are added into the sample well to facilitate the test. Đó, nhỏ máu vào trong giếng rồi bắt đầu anh chị nhỏ đệm cho nó mau dẫn lên, nó dẫn. Incubated for 10 minutes. The test kit is a qualitative lateral flow immunochromatographic assay. Rồi đợi khoảng 10 đến 15 phút. And the test device contains a sample pad where the combined sample flows down. Đây là cái chỗ mà mình sẽ đựng cái mẫu các anh chị, sẽ có kháng thể IgM trong đó. Còn cái chỗ này là cái miếng mà giúp kháng thể với một cái chất to antibodies in the sample. And two different antigens can be used. Đó, hai lớp kháng thể này. Trên cái lớp này người ta sẽ gắn sẵn cái kháng nguyên của COVID-19 trong đó nha. The virus antigen is labeled with gold nanoparticles, which can be used as visual indicator because of the nanoparticles interactions with visible light. So that the gold nanoparticles absorb and scatter light, resulting in a red color. Rabbit IgG antibodies labeled with gold nanoparticles exist in the conjugation pad, and they are used for quality control to assess test validity. The test strip also contains a nitrocellulose membrane with three lines. First line coated with anti-human IgM antibodies. Second line coated with anti-human IgG antibodies. Còn cái này là kháng thể chống kháng thể, các anh chị hình dung không? Chỗ này là kháng nguyên của virus đã gắn sẵn. Còn chỗ này là kháng thể chống lại kháng thể của virus đang có trong cơ thể người bệnh nha các anh chị. Hình dung được không các anh chị? Coated with anti-rabbit IgG antibodies. Còn đây là kháng thể của khỏ. An absorption pad is used in the test strip to move the sample across the test. Bắt đầu mẫu chạy nè các anh chị. The sample migrates laterally across the membrane by capillary action. The antibodies in the sample react to SARS-CoV-2 antigens in the conjugation pad. The mixture then migrates laterally across the membrane by capillary action, and the IgM and IgG antibodies are bound to the anti-human IgM and anti-human IgG antibodies, respectively, while the rabbit IgG antibodies are bound to the anti-rabbit IgG antibodies. Those conjugated with COVID-19 antigens sẽ hiện màu nó các anh chị, tại vì người ta đã gắn sẵn chất màu cái kháng nguyên của virus rồi. Test result is positive if both IgM and IgG antibodies are detected. If only IgM antibodies are present,
And if only IgG antibodies are detected. Cái này là IgM dương tính. IgM is positive and IgG is negative. The subject immune system is actively producing antibodies to a recent infection with the target virus. When both IgM and IgG are positive, the subject's immune system is actively producing antibodies to an ongoing infection that likely began more than 14 days ago. When IgG is positive and IgM is negative, the subject's immune system is producing antibodies to the target viral antigen. A negative test result means that mình phải chú ý cái thời gian đấy mình mới biện luận được kết quả nha các anh. Infected with the virus, or perhaps the person has a recent infection. Tại vì nó rơi vào trong cái khoảng đầu tiên. Có thể là âm tính là âm tính giả. Anh chị hình dung không? Tại vì nó nằm trong cái khoảng từ trừ 14 đến ngày 0 nên mình không biết được. The accuracy of the test depends on the amount of the antibodies. Some people may not develop detectable antibodies. Còn mẫu này chính là kháng thể nằm quá ít dưới ngưỡng phát hiện và nó sẽ âm tính luôn. Mình cũng không phát hiện được luôn các anh chị, mức này là không thể phát hiện được nha. Đó là hai. Because COVID-19 is a new disease, we don't know exactly how long antibodies last. So a negative test could mean that. Ngoài ra thì nó sẽ còn một cái trường hợp số 3 nữa các anh chị, đó là cái test nhanh này của mình, khi mình test ra thì những người đã điều trị khỏi rồi các anh chị, những người đã điều trị khỏi rồi á, lúc này mức IgG nó quay về bình thường luôn rồi các anh chị. Thì cái này nó cũng âm tính luôn các anh chị, chứng tỏ là những người đó có thể đã điều trị rồi, tức là đã nhiễm rồi mà nhiễm trước đó nha các anh chị. In the past, and the antibodies are no longer detectable. Là test không có hiệu lực, có nghĩa là cái que đó anh chị chạy nhưng mà nó không có ra kết quả mà không thể đọc được. Đó là khi cái mẫu C, cái bạch C này nó ra không có hiện diện gì hết, nghĩa là cái que đã dục đi nha, phải làm lại que khác. Rồi, tổng kết lại bằng cái hình này cho anh dựa trên những types of COVID-19 tests. Rồi đây là một số xét nghiệm được tổng hợp lại cho các anh chị về chẩn đoán SARS-CoV-2. Bên trái là chẩn đoán dựa trên cái nhiễm virus đang hoạt động, tức là mình sẽ tìm cái kháng nguyên ARN. Tìm cái ARN của virus. Còn cái bên đây là tìm kháng xét nghiệm kháng thể, cho biết là đã từng nhiễm virus hay chưa. Bên là máu, bên là dịch tiết hầu nha. Throat or saliva. Vị trí lấy nha các anh chị, có thể là mũi nè, hầu họng nè các anh chị, hoặc là khoang miệng nè các anh chị. Đây là nước bọt nha các anh chị. There are two types of diagnostic tests: molecular tests detecting viral RNA. Và khi mình lấy được như vậy thì mình sẽ lấy được một con virus hoàn chỉnh, vừa làm có protein bề mặt kháng nguyên của nó các anh chị. Thì cái kháng nguyên bề mặt anh chị sẽ sử dụng test kháng nguyên nhanh, là cái đang có mặt trên thị trường và mới được đưa ra đời các anh chị. Còn anh chị có thể xài cái xét nghiệm PCR để tìm cái đoạn ARN bên. Cái này chính là test kháng nguyên nha, test kháng nguyên nhanh đó. Thì test kháng nguyên này, cái que này mình chỉ đọc được khi cái bạch C này nó lên bạch thì mới đọc được. Còn bạch C không lên bạch là bỏ đi, phải làm một cái là mình phải sử dụng một cái que khác. Và khi bạch C đã lên bạch rồi thì cái bạch T mà dương tính luôn á thì nó sẽ có, còn âm tính thì nó không có gì hết. Rồi mình nhìn kết quả của test kháng nguyên nhanh nha. Test kháng nguyên nhanh này thì nó sẽ có độ nhạy thấp hơn và độ chính xác cũng thấp hơn so với cái PCR bên trái. Nhưng mà bù lại thì nó rẻ và nó nhanh. Thì đây là cái tải lượng virus này các anh chị, trong cơ thể người bệnh thì các anh chị lấy được từ cái vị trí của mũi, hầu, tị độ các anh chị. Đây là cái ngưỡng phát hiện. Ngưỡng phát hiện là cái số lượng của tế bào virus nó chứa một cái lượng kháng nguyên nhất định, để các anh chị nhỏ vào trong cái giếng này nè. Nhỏ vào trong cái giếng này. Trên ngưỡng này mới đo được nha. Thì mình positive results only with high viral load. Đây, khoảng này chính là khoảng dương tính, đây là khoảng âm tính. So it's more likely to miss an active infection. In other words, the rate of false negative. Thì khoảng này sẽ là dương tính thật sự, còn hai cái khoảng này chính là hai cái trường hợp âm tính giả của cái bộ kit test nhanh này. Và nó làm cho cái độ nhạy của xét nghiệm này chính là cái khoảng là cái khoảng bị mất đi các anh chị. Don't have the virus when you actually do is high. Symptomatic patients who test negative with rapid antigen test must be confirmed with a more sensitive molecular test. Chỗ này là người ta không thể xác định chính xác là cái ngày phơi nhiễm, tức là mình phải nhiễm con virus này sau bao nhiêu ngày để đủ cái lượng kháng nguyên virus, tức là cái số lượng virus tồn tại trong cái bề mặt của niêm mạc đường hô hấp á, nó trên cái ngưỡng này. Cho nên khi xét nghiệm bằng cái test nhanh kháng nguyên này nó dương tính á, thì nó rất là tốt, chắc chắn là mình bị rồi.
Nhưng khi nó âm tính thì mình cũng chưa chắc là mình không có bị nha. Âm tính thì chưa chắc. Thì lúc này bắt buộc phải làm là PCR để mình xác định xem là có đúng hay không là người này đang bị nhiễm nhưng mà nằm dưới cái ngưỡng phát hiện này. Bởi vì do cái ngưỡng của cái test nhanh này nó phải nằm trên này. Còn cái PCR các anh chị thì cái ngưỡng này đưa xuống dưới, nằm dưới này nè, thấp hơn chút xíu. Và đây là ưu điểm là các anh chị làm rất nhanh trong vòng vài phút, rất là rẻ. Nhưng bù lại thì độ dày rất là kém nha, rất là kém, cái ngưỡng này phải rất là cao. Và bên đây chính là cái xét nghiệm dựa trên ARN PCR. Giống hồi nãy đã nói rồi, các anh chị tổng kết lại thôi. Vết đại nó lên dựa trên tín hiệu phát ra được. Thì nó nhạy, nó đặc hiệu nhưng bù lại rất đắt tiền và rất mắc thời. PCR being just one of them. PCR is the gold standard for diagnostic testing. Cái que test nhanh này thì mình có thể sử dụng và mình test độ khoảng giá sỉ hiện giờ là cỡ 100-125 gì đó tùy theo hãng. Giá lẻ là độ khoảng 150-170. Còn cái test PCR này thì tùy nơi các anh chị mà giá chung của bộ ban hành thì chắc là độ khoảng vài trăm ngàn tới triệu mốt gì đó. Specific equipment and đó, rất là đắt thì các anh chị và thời gian rất là dài. Molecular tests are much more sensitive. Chị thấy không? Cái ngưỡng nó hạ thấp này, bên đây nè, nó cũng là tìm những con virus đang nằm trong dịch tị hầu, nhưng mà cái này là dựa trên các kháng thể có sẵn trên cái que thử này. Cho nên cái ngưỡng phát hiện nó rất là cao, như thế không? Còn bên này cái ngưỡng nó hạ thấp xuống nè. Đó. Và khi nó hạ thấp xuống như vậy thì cái khoảng âm tính, chị thấy không các anh chị? Cái phản âm tính giả nè, rất thấp. Cho nên làm tăng cái độ nhạy của cái xét nghiệm PCR lên. Âm tính. Bên đây cũng âm tính nè các anh chị. Đến khoản này nha. Khoản này là âm tính giả, không chẩn đoán ra được. Còn khoản này là sau khi các anh chị điều trị rồi, khi này tải lượng virus nó sẽ giảm xuống, các anh chị nên các anh chị đo lại thì chị sẽ thấy PCR âm tính là khoản này nè. Là cái giá trị mà anh chị thấy Bộ Y tế hay kêu là trên 30 á là bắt đầu khỏi bệnh đi cho về á. Và một cái nhóm xét nghiệm tiếp theo là test huyết thanh học để mình tìm cái kháng thể của virus trong máu người bệnh. Mà test huyết thanh học để tìm cái virus trong máu người bệnh là mình sẽ làm dựa trên cái ELISA hoặc là cái que test dòng chảy bên đó lúc nãy á các anh chị. Thì cái test huyết thanh học này chắc nó sẽ mắc hơn các anh chị, như độ khoảng vài trăm, 300-400 gì. Cho mình biết rằng là mình đã từng nhiễm virus hay chưa. Đây, để bắt đầu con tay nhỏ cho chiến. IgM. Đây là chính là cái thì cái lượng kháng thể tạo ra sẽ tương ứng với cái lượng tương ứng với cái lượng kháng thể tạo ra trong máu của người bệnh sẽ tương ứng với lại cái số lượng virus nhiễm vào trong cơ thể người bệnh các anh chị. Đây là số lượng virus tăng lên là giảm xuống nè. 4 months after recovery. A positive test result only proves that the person has been exposed to the virus. It gives no indication about active infection and should not be used to diagnose COVID-19. Thì tổng kết là cho các anh chị về những cái điểm chính thôi. Gồm có cái mẫu bệnh phẩm sử dụng trong ba cái bộ kit này là cái gì, rồi cái nguyên tắc là sao. Rồi cái thời gian thực hiện là gì, rồi cái độ nhạy của xét nghiệm thì độ nhạy duy nhất chỉ có real time PCR là cao nhất thôi các anh chị, bởi vì cái ngưỡng phát hiện của tải lượng virus nó rất là thấp và nó làm thu hẹp hai cái đầu hình chuông lại, lúc này trên hình mình đã thấy rồi đó các anh chị. Rồi cái cho mình biết cái sự nhiễm của virus đó các anh chị thì chỉ có các test kháng nguyên và cái test PCR mới cho mình biết là hiện tại mình có đang nhiễm hay không. Còn cái test kháng thể này thì có thể là mình đã điều trị khỏi rồi hoặc là mình đã từng nhiễm rồi trước đó. Đây là cái giá, cái sự dễ dàng của thực hiện xét nghiệm và giá cả nè các anh chị. Và đây là một số nhóm thuốc mà đã được FDA phê duyệt trong điều trị khẩn cấp cho bệnh COVID-19 các anh chị. Này chắc mình cũng được cập nhật hết rồi đây. Đa phần là những cái thuốc mà liên quan tới điều trị virus thôi. Một là ức chế sự tiếp hợp, hai là ức chế protea, ba là ức chế phiên mãn ngược, bốn là ức chế phóng thích thôi các anh chị. Đây là một số nhóm thuốc nhất định nè. Rồi mình hết.